381, nữ đế đại nhân tâm đầu lửa nóng. Dừng bước. Lâm Phàm có chút ác hàng mở miệng, không để Đường Thiếu Long tiếp tục nhích lại gần mình. Thế nào? Đường Thiếu Long có chút sững sờ, bất quá vẫn là rất nghe lời dừng bước. Lâm Phàm lúc này mới buông lỏng một hơi, tức giận hỏi, tìm ta có chuyện gì, nhìn ngươi cao hứng đều phải tìm không thấy Nam Bắc. Hắc hắc. Hỏi một chút chuyện này, Đường Thiếu Long lập tức cười ngây ngô, nhìn thế nào như thế nào hèn mọn. Cũng may hắn lần này học thông minh, không đợi Lâm Phàm nói chuyện liền xoa xoa tay nói, tỷ phu, Ngài trước không phải nói, chờ ta giúp ngài đem sự tình làm tốt, ngài liền dạy ta mấy tay tuyệt chiêu sao? Lâm Phàm nghe xong hiểu rồi, bất quá vẫn là tức giận gõ gõ đầu của đối phương. Về sau có chuyện gì liền nói chuyện, thiếu lộ ra những cái kia không cần phải ánh mắt, còn có làm ra những cái kia không có ý nghĩa động tác. Tốt tốt. Đối mặt cái này giáo huấn, Đừng Thiếu Long mặc dù cảm thấy có chút không hiểu thấu, nhưng vẫn là phi thường thành thật gật đầu đáp ứng. Đi, ngươi muốn học tuyệt chiêu gì? Thật sự muốn học hô phong hoán vũ. Lâm Phàm khoát tay áo mở miệng hỏi hắn tự nhiên không phải một cái nuốt lời người đúng 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 chính là hô phong hoáng vũ chiêu thức kia quá đẹp rồi hợp tiểu gia không đúng hợp biểu đệ tâm ý của ta đường thiếu long liên tục gật đầu bởi vì quá mức kích động kém chút lại tự xưng tiểu gia bất quá đối mặt lâm phàm ánh mắt trơn tru đổi giọng đối với mình người anh rể này hắn không đơn thuần là kính sợ còn có sùng bái là thật tâm muốn cùng lâm phàm học hai chiêu muốn học có thể bất quá loại chiêu thức này càng nhiều là tri thức lý luận ngươi trước tiên đem quyển sách này lấy về xem xong rồi nói sau lâm phàm gật đầu một cái tiếp lấy đem trước sớm liền chuẩn bị tốt sách đã đánh qua quyển sách này có một cái ngón tay dày nhìn xem liền giống như phóng đại bản tân hoa tự điển đây là hắn trong khoảng thời gian này lợi dụng thời gian nhàn hạ viết xuống ngoại trừ thực hiện lời hứa của mình còn có dự định qua một thời gian để cho long quỳ thiết lập một cái chuyên môn hành vân bố vũ bộ môn tại loại này không có khoa học kỹ thuật máy móc cổ lão thế giới khô hạn là phi thường phải chết bố trí hành vân bố vũ bộ môn đối với dạng này thế giới mà nói có thể nói cực kỳ trọng yếu có thể suy nghĩ một chút nơi nào xuất hiện khô hạn liền có người đi hành vân bố vũ giải quyết vấn đề này gặp phải mưa to hồng tai cũng là như thế trực tiếp lợi dụng hô phong thủ đoạn thổi tan đem mây đen thổi tới nên trời mưa chỗ đi từ nay về sau thiên hạ khí tượng hoàn toàn do triều đình cai quản chân chính làm đến lôi đình mưa móc đều là quân ân không ai vượt nổi giới bây giờ tiện nghi biểu đệ như thế mong muốn vừa vặn liền lấy đi thử một chút thủy cảm tạ tỷ phu đường thiếu long hưng phấn tiếp nhận bất quá khi hắn đem sách thật dày mở ra nhìn thấy trong đó giống như đầy sao bí mật ma ma kiểu chữ lập tức bó tay toàn tập hắn là một cái thuần túy vũ phu hoặc giả thuyết là một cái võ si thích hợp hơn loại tồn tại này để cho hắn đi luyện võ có lẽ nhiệt tình tràn đầy có thể để hắn đi đọc sách hơn nữa còn là thâm ảo vô cùng sách đơn giản chính là muốn cái mạng già của hắn như thế nào ta cái này ăn cơm tuyệt chiêu đều dạy ngươi ngươi còn không cao hứng lâm phàm xem xét đối phương bộ dáng nở nụ cười nơi nào có thế không rõ tình trạng tỷ phu ta ta Đừng thiếu long miễn cưỡng vui cười rất muốn nói chính mình hài lòng dù sao đây là vật mình muốn nhưng cuối cùng làm sao đều nói không nên lời để cho hắn đi nhìn loại này thâm ảo sách hắn đây thật sự là bị không được a à. tỷ phu có hay không phiên bản đơn giản hóa chính là xem xét cũng biết loại kia xoắn suýt một phen sau đó đường thiếu long mang theo ngượng nguồn thử nghiệm hỏi có lâm phàm gật đầu bất quá không đợi đối phương cao hứng lại lần nữa nói trở về đem gối đầu lót một điểm ở trong mơ cái gì cũng có nghe được lời này ngữ đường thiếu long lập tức đã biến thành mặt khổ qua hô phong hoáng vũ đây là mượn nhờ tinh thần lực lượng thủ đoạn tự nhiên đối với trên trời đầy sao có khắc sâu giải, còn có đối với tự nhiên sức mạnh có hiểu rõ, bằng không làm sao có thể mượn nhờ loại này sức mạnh siêu phàm. Nhìn thấy đối phương mặt khổ qua, Lâm Phàm lắc đầu giảng giải, thật giống như ngươi tu luyện chùa y pháp, nếu là không có thâm hậu bản lĩnh, cùng trời sinh thần lực thể phách, coi như ngươi vũ động đi ra, có thế có cái gì lực sát thương sao? Phía trước nói lời nói, đừng thiếu long cái này ngu ngơ không thể nghe được rõ ràng, nhưng phía sau lời nói, hắn một chút liền nghe hiểu rồi. Tỷ phu nói là, Đường thiếu long gật đầu tán thành, tiếp lấy cúi đầu nhìn xem trên tay sách xoắn suýt. Đạo lý hắn là hiểu rồi, nhưng nhìn không hiểu vẫn là xem không hiểu, sẽ không bởi vì chính mình nghe rõ đạo lý liền có thể giải quyết. Cuối cùng hắn hung hăng cắn răng một cái, đem sách còn đưa Lâm Phàm, tỷ phu, năng lực này biểu đệ thực sự không học được, tỷ phu ngươi có thể hay không dạy ta ngươi những thứ khác tuyệt chiêu a. À. Tỷ như đạp không mà đi, còn có vô căn cứ tạo ra binh khí, chính là cách không liền có thể đem người bắn nổ cái kia. Càng nói hắn càng hưng phấn, đến đằng sau càng là hơi tay múa chân. Lâm Phàm người anh rể này nắm trong tay sát chiêu, không nói bi lực phương diện như thế nào, vẻn vẹn cái kia soái khí duy mỹ hình ảnh liền để hắn thèm không được. Đạp không mà đi. Đây là bao nhiêu võ lâm cao thủ mộng tưởng, bằng không cũng không có nhiều như vậy kinh công. Còn có vô căn cứ tạo ra binh khí, tiến hành cự ly xa ném mạnh sát thương, đơn giản không cần quá soái. Ban đầu ở phía bắc biên cảnh, Lâm Phàm vô căn cứ niết tạo xuất một cái huyết mâu, tương lai phóng huyết thần thánh giáo bán thánh cự ly xa miễu sát, hắn đến bây giờ suy nghĩ một chút đều có thể nhiệt huyết sôi trào. Ngươi ngược lại là biết hàng. Lâm Phàm nghe vậy yên lặng nở nụ cười. Hắc hắc. Đường Thiếu Long lần nữa xoa xoa đôi bàn tay. Bất quá không đợi hắn cười bao lâu, Lâm Phàm lại lắc đầu cự tuyệt. "Không phải ta không muốn tìm ngươi, mà là hai cái này chiêu số đều cần tự thân điều kiện thỏa mãn mới có thể dùng đến đi ra." Lâm Phàm mở miệng lần nữa giảng giải, "Cái này thật không có bất luận cái gì lừa gạt, hai cái này chiêu số cũng là hắn lợi dụng siêu phàm nhập thánh thể phách, còn có đặc biệt khí huyết chi lực làm được. Loại này cái gọi là tuyệt chiêu, căn bản là không có bao nhiêu hàm kim lượng, càng nhiều hơn chính là lợi dụng bản thân có điều kiện làm ra." đến nỗi điều kiện như vậy căn bản không phải muốn dạy liền có thể dạy a à, dạng này a à. đường thiếu long lập tức khó chịu bất quá cũng không có đi hoài nghi dù sao hắn tin tường anh rể mình không cần thiết lừa gạt mình những thứ này tuyệt chiêu ngươi cũng đừng nhớ thương không phải không nguyện ý dạy ngươi mà là ta biết hoặc là cần quanh năm suốt tháng tích lũy hoặc là liền cần điều kiện hà khắc lâm phàm mở miệng nói ra ta vẫn cho ngươi một kiện bảo bối không đơn giản soái khí còn có thể nhường ngươi chiến lực trong nháy mắt tăng vọt thật sự vừa nghe đến ta lời nói này đường thiếu long ánh mắt chán nản lần nữa sáng lên ta lúc nào lừa qua ngươi lâm phàm vỗ vỗ đầu của đối phương quay người hướng thở rèn phường đi đến đi thôi cũng sớm đã chuẩn bị cho ngươi tốt đường thiếu long xem xét cái tư thế này nhất thời hưng phấn đuổi kịp lâm phàm loại nhân vật này sớm cho chuẩn bị đại bảo bối liền xem như đồ đần cũng biết không phải đơn giản chi vật thực tế chính xác như thế lâm phàm cho tiện nghi biểu đệ chuẩn bị chính là một bộ bán thần cấp cơ quan áo giáp vì cái gì hào phóng như vậy tự nhiên là tương lai quân đoàn sắt thép cần đối phương xuất lĩnh sông pha chiến đấu. Đối với cái tiện nghi này biểu đệ, hắn vẫn là rất yên tâm, dám đánh dám liều, còn có một cổ mang lực kình, cũng vô cùng phù hợp. Nhìn xem thô kệch bên trong lại dẫn bạo lực mỹ học sắc thép áo giáp, Đường Thiếu Long cái này ngốc ngốc tay mơ trong nháy mắt liền yêu. Sau khi mặc vào, hiểu rõ tác dụng còn có tăng phúc năng lực, hắn càng là lòng tự tin bạo tăng, cảm thấy mình vô địch. Tỷ phu, chúng ta qua hai chiêu a. Hắn nhìn xem Lâm Phàm kích động đạo. Muốn theo ta so chiêu. Đi. Lâm Phàm nghe lời này một cái cười, hơi phóng xuất ra một tia khí huyết chi lực. Chỉ một chút, cảm thấy mình vô địch thiên hạ đường thiếu long liền người mang áo giáp bị đè quỳ trên mặt đất tỷ phu ta đùa giỡn đối mặt loại này cùng bạo đã kích đường thiếu long trong nháy mắt nhận rõ tình thế cười bồi xin tha ta tưởng thật lâm phàm cố ý lộ ra một vòng cười lạnh không cần a à. đường thiếu long tại chỗ sợ tè ra quần vẻn vẹn tiết lộ một tia khí huyết chi lực áp chế hắn đều không có chút nào sức phản kháng quỳ nếu là thật tới thật sự hắn không dám nghĩ sẽ là như thế nào kết quả cũng may đúng lúc này biết được tiện nghi biểu đệ tới cửa bái phỏng long quỳ vừa vặn từ trong trong nội viện tìm tới. Biểu tỷ cứu ta. Khi thấy Long Quỳ cái này biểu tỷ, Đừng Thiếu Long lập tức giống như nhìn thấy cứu tinh. Biết được là gì tình huống, Long Quỳ nhịn không được cười lên. Ngươi cái này thằng ngốc, liền nên giáo huấn. Long Quỳ cười mắng một câu, nhìn tiếp hướng Lâm Phàm cái này phu quân nói, phu quân, ta cái này ngu ngơ biểu đệ cứ như vậy, ngươi đừng tính toán. Lâm Phàm đương nhiên sẽ không tính toán, vừa rồi chính là cố ý đùa đối phương chơi một chút, đồng thời để cho đối phương biết cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, không thể bởi vì có chút thực lực liền đến chỗ lãng. Đây là một loại vung trồng. Lúc này nghe được con dâu lời nói, liền thuận đức gật đầu nói, đi, tất nhiên con dâu đều lên tiếng, vậy chuyện này coi như xong. Cảm tạ tỷ phu. Áp chế khí tức vị thu trở về, khôi phục tự do đường thiếu Long chặn lại nói tạ. Ngươi cái này không có lương tâm, rõ ràng là ta cái này biểu tỷ giúp ngươi tốt a. À? Long Quỳ thấy vậy lần nữa cười mắng. Cũng cảm tạ biểu tỷ. Đường Thiếu Long nghe vậy cười đùa tí tưởng nói lời cảm tạ, hiển nhiên là một nhớ ăn không nhớ đánh chủ. Hai người đều cảm thấy có chút buồn cười đây thật là trong nhà tên dở hơi đường thiếu long không có dừng lại lâu lâm phàm cái này sâu không lường được tỷ phu hắn không thể trêu vào bất quá trong nhà luôn giáo huấn đại ca của hắn hắn hiện tại đó là tuyệt đối chọc nổi nhìn xem hứng thú bừng bừng chạy trốn ngu ngơ hai người lại tương đối xem nở nụ cười ta cái này đệ đệ nha long quỳ lắc đầu rất tốt lâm phàm cho đúng trọng tâm trả lời tiếp lấy cầm trên tay chắc địch sách vở đưa ra đồng thời đem tính toán của mình cáo tri long quỳ cũng không phải tiện nghi biểu đệ cái này ngu ngơ ánh mắt một chút sáng ngời lên nếu như kế hoạch này thật hoàn thành áp dụng vương triều đem tiến vào kỷ nguyên mới đến lúc đó vô địch hậu cần tiếp tế vô địch quân đoàn sắt thép thử hỏi ai có thể ngăn phải chăng có thể nhất thống thiên hạ nữ đế đại nhân tâm đầu lửa nóng tấu chương xong chương 382, tương lai tổ kiến dạng này bộ môn vô cùng có cần thiết có thế thành tựu bất hủ chi cơ lâm phàm tiến hành giới thiệu cũng nói ra mình dự định một quốc gia có thể trưởng khống mưa thuận gió hòa cùng ăn uống ngủ nghỉ đó nhất định chính là lớn nhất vương tạc Đối với điểm này, Long Quỳ cái này nữ đế cũng là vô cùng công nhận, bất quá cuối cùng nàng lại khẽ nhíu mày, nghĩ tới một ít chuyện. Thế nào? Lâm Phàm mở miệng tiến hành hỏi thăm, có chút không rõ chính mình con dâu ý nghĩ. Long Quỳ hít sâu một hơi nói, phu quân ngươi ý nghĩ không có sai, bất quá năng lực như vậy truyền xuống, kiểu gì cũng sẽ ở trong quá trình này xuất hiện khác biệt ý nghĩ người, đến lúc đó rất có thể sẽ xuất hiện không thể khống chế tình trạng. Nghe được lời này ngữ, Lâm Phàm cười cười sờ lên chính mình con dâu đầu, con dâu ngươi nghĩ rất toàn diện, bất quá tại điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Phu quân nếu đã như thế tử đi làm, vậy dĩ nhiên có chuẩn bị ở trong đó. Phu quân chẳng lẽ lưu lại một tay. Nghe tới lời nói này, Long Quỳ ánh mắt lại một lần nữa trở nên sáng lên. Lâm Phàm đối với cái này khẽ lắc đầu, hậu chiêu những thứ này chắc chắn là có, bất quá loại tình huống này trước tiên không đi nói, ngươi có hay không nghĩ tới, ta có thể hay không cho phép các ngươi già đi đâu. Trường Sinh bất lão, đây đối với những người khác mà nói có thể là vô cùng xa xỉ chuyện, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói liền không nhất định. Tất nhiên không ngừng tu vi trưởng thành có thể để tuổi thọ không ngừng kéo dài, như vậy vấn đề như vậy liền có thể tiến hành giải quyết. Thật sự có thể chứ? Long Quỳ tự nhiên không muốn già đi, nàng nghĩ làm bạn người yêu của mình thẳng đến vĩnh viễn, nhưng loại này quy luật có thể đánh vỡ sao? Tự nhiên là có thể. Lâm Phàm không chút do dự trả lời, người khác đối với loại tình huống này có thể rất khó, nhưng xem như có thể không ngừng trưởng thành quải bức, hắn không cảm thấy vấn đề như vậy sẽ có độ khó gì. Nếu thật là cái dạng này, vậy chúng ta liền muốn suy nghĩ thật kỹ. Đối với mình phu quân, Long Quỳ là tuyệt đối tin tưởng, Nghe được lời này ngữ sau đó, nàng trong nháy mắt liền tiến vào đến tiết tấu ở trong. Vốn nên như vậy. Lâm Phàm gật đầu đưa ra xác thực đáp án. Đến nỗi hậu chiêu chắc chắn là có, ở trong đó cũng có ghi chép, đến lúc đó ngươi dựa theo trong đó ghi chép đi làm là được. Lâm Phàm lại một lần nữa mở miệng, mặc dù đối với tự có cực độ tự tin, nhưng nên làm chuẩn bị vẫn là phải tại ở trong đó làm tốt. Long Quỳ không nói gì, càng là không có đem lời nói này ghi tạc trong đó. Tại ý nghĩ của nàng bên trong, nếu như không có phu quân mình chỗ thế giới, căn bản là không có tồn tại ý nghĩa nếu như lâm phàm không có những vật khác thật sự không có quá nhiều ý nghĩa phu quân yên tâm chính là chuyện này quỳ nhi nhất định sẽ làm xong long quỳ không muốn cái khác ở thời điểm này cười cười mở miệng trả lời sự tình cứ như vậy an bài xong xuôi thời gian dần dần trôi qua tại an bài xuống nữ đế toàn bộ quốc gia cơ quan đều dần dần bắt đầu chuyển động khâm thiên giám cái này nhìn lịch ngày bị cải biên trở thành khí tượng bộ cũng chính là dần dần đổi thành hành vân bố vũ bộ môn nhiệm vụ của bọn hắn không chỉ trở nên so dĩ vãng rõ ràng còn trở nên càng đơn giản hơn đó chính là nơi nào có khô hạn hồng thủy, bọn hắn liền đi chỗ kia. Mặc kệ là khô hạn vẫn là nước mưa, hay là mưa thuận gió hòa, đều thuộc về Đại Long Vương Triều Nữ Đế quản lý, so với bất luận cái gì thần minh đều có tác dụng. Thiên hạ xuất hiện hồng thủy cũng tốt, khô hạn cũng tốt, thiên hạ bách tính sẽ lại không đi mù quán cầu cái gì loạn thất bát tao thần minh, mà là đi quan phủ báo quan, cáo trạng những cái kia phụ trách phương diện này quan viên, không có tận chức tận trách. Chuyện như vậy, tại dĩ vãng nghe vô cùng hài hước nực cười. Nhưng tại Đại Long Vương Triều, chuyện như vậy lại là việc không thể bình thường hơn cũng là bởi vì điểm này đại long vương triều chỗ cương vực đạt đến trước nay chưa có đoàn kết nắm giữ cùng chung ý tưởng chính mình vương triều nữ đế so với cái gì thiên đế thượng đế đều phải có tác dụng là chân chính có thể giải quyết bọn hắn gian nan khổ cực vô thượng tồn tại cứ như vậy thời gian trôi qua hơn nửa năm lại là một năm mùa đông trắng bóng bông tuyết lần nữa bao phủ đại địa phu quân có phải hay không chúng ta có vấn đề gì a à? vì cái gì đi qua lâu như vậy chúng ta đều không thể mang thai cốt nhục của ngươi tại mùa đông này ở trong Diệp Tiểu Nhu cái này dâu cả cuối cùng nhịn không được, mở miệng đối với phu quân của mình tiến hành hỏi thăm. Làm trong nhà dâu cả, nàng có thể nói cùng Lâm Phàm thời gian là lâu nhất, cũng là các phương diện tối chiếm ưu tồn tại. Nhưng dài như vậy lâu thời gian đến nay, nàng muốn nhất sự tình vẫn như cũ làm không được. Cũng là bởi vì điểm này, nàng cái này dâu cả dần dần trở nên mà bắt đầu lo lắng. Lâm Phàm xem như thần y, tại tình trạng này phía dưới có thể nói là rõ ràng nhất, hiểu không là vợ chồng ở giữa có vấn đề gì, mà là cấp độ sống trên lệch quá xa. Cũng chính là siêu phàm nhập thánh thể phách, rất khó nắm giữ có thể đối được số tồn tại. Cho nên đối mặt trước mặt vấn đề, hắn xưa nay sẽ không trách cứ, mà là mình tại yên lặng tiến hành cố gắng, thời khắc tiến hành tăng ca, đồng thời đối với vợ của mình nhóm tiến hành cường hóa. Thật có chút sự tình, không phải mình muốn thế nào liền có thể như thế nào. Cái này cũng có thể nói là đại giới a, trưởng thành bảo hộ người nhà đánh đổi, hoặc giả thuyết là bởi vì chính mình có thể sinh con tăng thêm phúc vận, giữa thiên địa đối với mình nhằm vào. Những thứ này đều có thể. Đối mặt dâu cả tự trách ngữ, hắn chỉ có thể mở miệng an ủi, con dâu các ngươi đừng có ý nghĩ như vậy, ta đã sớm nói, đây là cấp độ sống vấn đề, về sau giải quyết vấn đề này, cái gì đều sẽ có. Thực sự như thế sao? Diệp Tiểu Nhu có chút nhu nhược hỏi, nàng rất ít nói cái gì thêm lời thừa thải, xem như trong nhà vợ cả, tại bất cứ lúc nào, nàng cũng là toàn tâm toàn ý vì mình phu quân cân nhắc. Có thể đối mặt vấn đề như vậy, nàng lại không có biện pháp cùng mọi khi kiên cường như thế. Nàng cùng Lâm Phàm đã có mấy năm, bị yêu thương cũng là nhiều nhất, nhưng đến hiện tại ngay cả trứng gà đều không thể đủ cái tiếp theo cái này khiến nàng như thế nào bình tĩnh vậy khẳng định các ngươi phu quân xem như thần y nếu như các ngươi thật có vấn đề ta cũng sớm đã cho các ngươi giải quyết lâm phàm cười cười tiến hành trấn an kỳ thực cái này không đơn thuần là dâu cả một người ý nghĩ những cái kia vẫn không có mang thai con dâu ở thời điểm này đều khó mà giữ vững bình tĩnh ân ừ, nếu là thật dạng này chúng ta cố gắng tu luyện phải chăng có thể rút ngắn khoảng cách diệp tiểu nhu tựa ở lâm phàm trên thân hỏi tất cả mọi người quan tâm nhất một cái điểm đó là khẳng định rồi lâm phàm cười cười cho cổ vũ kỳ thực chính hắn cũng không biện pháp nắm chuẩn dù sao loại chuyện này không phải y thuật có thể giải quyết chuyện bất quá những thứ này đều không trọng yếu chỉ cần có thể trấn an được vợ của mình là được rồi mặc dù hắn cũng hy vọng đa tử đa phúc nhưng tại trên chuyện này hắn chỉ có thể đi thúc giục chính mình cố gắng lại sẽ không đi miễn cưỡng nghe được phu quân mình khẳng định mà nói diệp tiểu nhu dần dần bình tĩnh lại đồng thời còn có khác con dâu cũng bình tĩnh trở lại vấn đề này cuối cùng vẫn là đắt giải quyết bằng không chúng ta đều biết khó chịu lâm phàm yên lặng nói nhỏ lấy vấn đề như vậy nhất định phải giải quyết bất quá dưới trạng thái này, hắn phải đi ra cái này địa phương nhỏ. Tân thủ thôn chạy tới cực hạn, lại nghĩ trưởng thành chỉ có càng lớn địa phương. Nhìn xem bầu trời phương xa, Lâm Phàm dĩ vãng ý nghĩ trở nên càng thêm kiên định. Cũng liền ở thời điểm này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vậy mà lần thứ nhất chủ động vang lên. Tấu chương xong. Chương 383, trước nay chưa có hệ thống nhắc nhở. Lên keng. Giám sát đến thiên địa tại dần dần biến hóa, thỉnh túc chủ cố gắng nhiều hơn lấy vợ sinh con, đa tử đa phúc, hướng đi nhân sinh đỉnh phong. Ân. Ừ. Lâm Phàm vốn là tại kế hoạch tương lai, đối mặt hệ thống đột nhiên xuất hiện thanh âm nhắc nhở, còn có tin tức trong đó, lập tức toàn thân chấn động. Thiên địa dần dần biến hóa. Đây là ý gì? Nhìn xem tinh không vạn lý bầu trời, còn có tuyết trắng bao trùm, nhưng như cũ sinh cơ bừng bừng đại địa, hắn trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Bất quá nhắc nhở này, lại làm cho hắn không tự kiềm hãm được sinh ra gấp rút cảm giác. Phu quân, ngươi thế nào? Diệp Tiểu Nhu đang rút vào trong ngực, cảm giác rõ ràng đến nơi này chấn động. Không có việc gì chỉ là tại kế hoạch tương lai của chúng ta còn có giải quyết trước mặt vấn đề lâm phàm cười lắc đầu đồng thời không có ý định để cho vợ của mình nhóm lo lắng để cho phu quân mệt nhọc diệp tiểu nhu có chút ấy náy đạo nhìn về phía lâm phàm ánh mắt tràn đầy nhu tình nhìn xem tú sắc khả sang con dâu lâm phàm mỉm cười liền chuẩn bị chân chính mệt nhọc một phen còn không có mở bắt đầu liền có ám vệ có đến đây có tình báo khẩn cấp bẩm báo xảy ra chuyện gì sao lâm phàm buông ra vợ của mình nhìn về phía đến đây bẩm báo ám vệ mở miệng hỏi Ám vệ cúi đầu bẩm báo, gia chủ, phương Nam chư quốc có đại quân xâm phạm. Có đại quân xâm phạm. Lâm Phàm nghe vậy trong mắt hơi hít cái này phương Nam chư quốc chính là huyết thần thánh giáo trưởng khống địa, cũng chính là cái này tà giáo quản lý nhiều cái quốc độ. Có thể theo như lý không nên a. À. Huyết nguyệt cái này tà giáo giáo hoàng, đã bị hắn triệt để lộng chịu phục, thời gian ngắn tuyệt đối không dám đi ra lộ đầu mới đúng. Coi như đột phá đến chân chính võ thánh, nhiều lắm là tới tìm hắn đơn đấu, mà không dám quy mô xâm phạm. Dù sao loại tình huống này, bình thường cũng là không chết không thôi, sẽ không còn có đường lui. Huyết Nguyệt mặc dù là cái nữ ma đầu, vốn lấy tính cách của nàng sẽ không làm chuyện như vậy. Cụ thể gì tình huống? Phía trước không phải nói hết thảy gió êm sóng lặng sao? Lâm Phàm não hải cấp tốc thoáng qua đủ loại suy nghĩ, lần nữa hướng bẩm báo ám vệ hỏi. Song phương ở vào trạng thái đối nghịch, đương nhiên sẽ không tồn tại hai mắt một vòng mù, trước sớm liền điều động phụ trách tình báo ám bộ đi qua, tiến hành dò xét các phương diện tin tức cùng giám sát. Chỉ cần có cái gì lớn biến cố, liền sẽ cấp tốc trở về đi nhanh hồi báo. Ám vệ hồi đắc, trước đây chính xác như thế, bất quá một tháng trước, một cái huyết thần thánh giáo phó giáo chủ đột nhiên quật khởi, nắm trong tay huyết thần thánh giáo, hạ lệnh điều khiển hắn trưởng khống đất nước đại quân, hướng chúng ta biên cảnh đè xuống. Một cái phó giáo chủ đột nhiên quật khởi. Bọn hắn giáo hoàng đâu? Lâm Phàm ánh mắt lạnh lẽo hỏi. Ám vệ tiếp tục trả lời, tại cái này phó giáo chủ quật khởi phía trước, huyết thần thánh giáo giáo hoàng liền mất tích bí ẩn, cũng là bởi vì điểm ấy, cái này phó giáo chủ mới được thuận lợi cầm quyền, bất quá trước đây hắn giấu giếm rất tốt, thẳng đến điều binh khiển tướng, ám bộ mới biết được điểm này mất tích bí ẩn lâm phàm ánh mắt hơi hơi lấp lóe đội tâm không biết đang suy nghĩ gì phu quân xảy ra chuyện mới vừa lên sông tảo triều trở về long quỳ cũng gấp vội vã tìm được lâm phàm phương nam chưa quốc đại quân xâm phạm nàng cái này trưởng khống vương triều nữ đế tự nhiên cũng hiểu biết phu quân đã biết được khi thấy đang tại bẩm báo ám vệ long quỳ liền dừng bước ân vừa biết được tin tức lâm phàm gật gật đầu trả lời phu quân nên xử lý như thế nào biết mình phu quân đã biết Long Quỳ liền không có nhiều lời, mà là mở miệng hỏi. Lâm Phàm lạnh lùng nở nụ cười, còn có thể xử lý như thế nào, đối phương nếu đã tới, vừa vặn mượn nhờ chuyện này mở rộng một chút lãnh thổ, xây dựng quân đoàn sắt thép, nên thật cốt hiện ra một chút. Long Quỳ vốn là còn chút lo nghĩ, dù sao phương Nam chưa quốc liên quân cao tới trăm vạn, còn có huyết thần thánh giáo cái này tà giáo điên cùng tẩy não, trên chiến trường chém giết hung hãn không sợ chết. Cùng quân đội như vậy đối chiến, coi như lấy được thắng lợi cũng sẽ tổn thất nặng nề. Phía trước tại triều đình thời điểm, biết được tình trạng văn võ đại thần đều bị giật mình để cho nàng cũng không tự kìm hãm được có chút lo nghĩ có thể nghe được quân đoàn sắt thép sự lo lắng của nàng trong nháy mắt liền không có hơn nửa năm không ngừng chế tạo bây giờ cơ quan áo giáp có thể trang bị 10 vạn đại quân 10 vạn cái đau thương bất nhập thực lực có thể so với một nhị lưu cao thủ sắt thép chiến sĩ đừng nói là trăm vạn quân đoàn coi như số lượng càng nhiều nghiền nát cũng chỉ là vấn đề thời gian ta à, cái này liền đi chuẩn bị long quỳ dần dần hưng phấn lên làm một đế hoàng giả khai cương khoách thổ có thể nói là cuộc sống một yêu thích lớn. Còn có nàng tu luyện đế hoàng chi đạo, cương vực càng lớn, con dân càng nhiều, tốc độ tu luyện thì sẽ càng nhanh, thực lực cũng đồng dạng sẽ càng mạnh hơn. Theo hành vân bố vũ bộ môn thiết lập, đại long cảnh nội mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, quốc lực phương diện bắt đầu liên tiếp leo lên. Đối với long quỳ cái này nữ đế tính ngưỡng, dân gian đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Tại những này con dân gia trì, long quỳ cũng dần dần đụng chạm đến chân chính võ thánh cảnh giới. Chiến long chi thể thể vách cường hoành, chỉ cần cùng chân lý võ đạo hoàn thành dung hợp, lâm gia liền sẽ lần nữa thêm ra một vị võ thánh cường giả. Trước đây đại long thái tổ chính là như vậy từng bước một đột phá đến võ thánh cảnh giới. bất quá đây không phải để cho long quỳ chân chính hưng phấn một cái điểm, chân chính để cho nàng hưng phấn là một khi đột phá đến võ thánh cảnh giới, nàng thì sẽ cùng lâm phàm ở vào cùng một cái cấp độ sống. đến lúc đó nàng tiếc núi liền có thể nhận được bổ đủ. gã cho lâm phàm đã lâu như vậy vẫn luôn không năng lực lâm phàm sinh hạ một nhi bán nữ, đây có thể nói là nàng tiếc núi lớn nhất nàng cố gắng như vậy tu luyện, thực lực là thứ yếu, đây mới thật sự là trọng điểm. Phu quân, địch quốc đại quân xâm phạm, lần này chúng ta cũng tham chiến sao? Phương Nam chư quốc trăm vạn đại quân xâm phạm, trong nhà con dâu nhóm cũng rất nhanh đến mức biết tình trạng, nhau nhau tìm được Lâm Phàm hỏi thăm. Nhất là đau mịt mờ cái này chiến đấu cùng, càng là kích động. Rõ ràng hài tử đều có thể lên dưới núi hải, vẫn như cũ còn cùng một tiểu nữ hài một dạng. Lần này các ngươi ở nhà tọa trấn, lần trước chúng ta cùng đi ra kém chút bị trộm nhà, nhất định phải có người ở nhà bên trong nhìn xem mới được, lâm phàm lắc đầu trả lời cái này khiến gần nhất thực lực tăng vọt con dâu nhóm có chút thất vọng đều hiểu chuyện đáp ứng chỉ có đau mịt mờ thằng bé lớn này mất hứng vĩnh lên miệng nhỏ thật cao ngươi nha cũng làm nương người làm sao còn cùng một tiểu hài tử một dạng lâm phàm đưa tay gõ gõ đau mịt mờ cái đầu nhỏ có chút bất đắc dĩ mở miệng ôi đau quá đau mịt mờ trách trách hô hô nói ngươi làm đau ta nhất thiết phải đền bù ta ngươi còn muốn đền bù lâm phàm trắng đối phương một mắt đương nhiên rồi đao mịt mờ không chút do dự nói lâm phàm nở nụ cười đi ngươi nói một chút ngươi muốn bồi thường gì mang ta đi chung đi đao mịt mờ lộ ra một vẻ giảo hoạt vì mình cơ trí nhấn lai like. nhưng rất nhanh nàng liền điểm bất động không được lâm phàm không chút do dự cự tuyệt để cho cho rằng tiểu kế được như ý đao mịt mờ miệng nhỏ lần nữa vểnh lên đến thật cao đứng lên bất quá lâm phàm lần này không lại để ý mà là tìm tới tô nhị hổ cái này hộ vệ thống lĩnh tại không gián đoạn bồi dưỡng phía dưới Tô Nhị Hổ cái này để nhất đại tướng đạt đến tiên thiên đỉnh phong thực lực cảnh giới, phối hợp Lâm Phàm vì đó chế tạo chuyên chúc bán thần cấp cơ quan áo giáp, chém giết bán thánh đều không phải là bao lớn vấn đề. Biết được chư quốc trăm vạn đại quân xâm phạm, hắn đã sớm mài đao xoèn xoẹt. Đi tập kết cơ quan cự thú quân đoàn, đổi mới sau còn không có chân chính đi lên chiến trường đâu, lần này thật tốt kiểm nghiệm một phen. Lâm Phàm mở miệng phân phó. Là. Tô Nhị Hổ nghe xong hưng phấn lên, chiến đấu kèn lệnh cuối cùng thổi lên. Chư quốc trăm vạn đại quân tuy nhiều, nhưng hắn Tô Nhị Hổ là bọn hắn vì cỏ rác lần này đến hắn chó sáng thiên hạ thời điểm tấu chương xong chương 384, trăm vạn đại quân như thế nào chống cự lúc bên này lâm phàm chuẩn bị long quỳ cái này nữ đế cũng đang cấp tốc chuẩn bị đầu tiên là đem hậu cần cấp tốc đầy đủ tiếp theo là đem 10 vạn bộ cơ quan áo giáp phía dưới phát cho sớm đã huấn luyện quân đoàn đặc thù đường thiếu long cái tiện nghi này biểu đệ chính thức cưỡi ngựa nhậm chức lên làm cái này 10 vạn quân đoàn đặc thù thống lĩnh sắp đi đến chính diện chiến trường tại những này thời gian đến nay lợi dụng lâm phàm người anh rể này tặng cho bán thần cấp áo giáp hắn đem đại ca ruột của mình triệt để áp đảo chính là tối hăng hái thời điểm lúc này biết mình có thể lãnh binh trên chiến trường nhất thời hưng phấn không được ngao ngao kêu to phải đáp đền tổ quốc vì mình tỷ phu bài ưu giải nạn không cô phụ tín nhiệm một bên khác đại long phương nam biên cảnh vô số quân đội đang tiến hành tập kết phóng tầm mắt nhìn tới lít nha lít nhít kéo dài không biết bao nhiêu dặm đây mới thật là trăm vạn đại quân chỉ nhiều không ít cũng không phải cái gọi là danh xưng trang bị phương diện cũng cực kỳ tinh lương cũng không phải phía bắt những cái kia mang tử, chỉ có mang lực. Mỗi một cái binh sĩ trong con mắt đều mang một vòng tinh hồng, trên mặt thần thái, đều lấy điên cùng làm chủ, giống như là một đám cùng tín đồ. Căn cứ tin tức của chúng ta, cái này tiểu vương triều vẫn còn có chút thực lực, vương giáo chủ thật sự có lòng tin có thế bắt được tới. Tại đại quân đang hậu phương, có một đám khí thế phi phàm thân ảnh đứng tại chỗ cao, trong đó một cái người mặc xanh xanh đỏ đỏ áo bào, nhìn khí chất nổi bật nam tử trung niên, nhìn xa một phen phương xa ha ha cười hỏi. Sứ giả đại nhân cứ việc yên tâm, có thánh giáo chúng ta huyết thần đại pháp gia trì, bên ta trăm vạn đại quân quân hung hãn không sợ chết, tăng thêm có sứ giả đại nhân ủng hộ, cao thủ phương diện cũng không khiếm khuyết, nhất định có thể nhất cử có thể bắt được. Khí chất nổi bật nam tử trung niên lời nói rơi xuống, liền có một người mặc áo bào màu đỏ ngòm, thân hình lão giả gầy nhom cung kính mở miệng trả lời. Cái này thân hình lão giả gầy nhom, chính là huyết thần thánh giáo lên chức phó giáo chủ, toàn thân tản ra một cổ khí tức tà ác, cổ khí tức này một hồi cường đại một hồi suy yếu, liền giống như tàu lượn siêu tốc không ngừng chập trùng lên xuống. Khí chất nổi bật nam tử trung niên cũng chính là cái gọi là sứ giả đại nhân nghe được câu trả lời này khẽ gật đầu lần này chúng ta ở trên thân thể ngươi hao tốn cực lớn đại giới hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng bằng không có thể cho ngươi tự nhiên cũng có thể thu hồi lại tại hạ minh bạch định sẽ không để cho sứ giả đại nhân thất vọng vậy còn lão giả lần nữa cung kính trả lời ở đối phương trước mặt hoàn toàn không có nhất giáo chi chủ nên có phái đoàn giáo chủ đại nhân phía trước thám tử tới báo nói đại long vương triều đại quân đã xuất động trước mắt đã sắp đến đường biên giới chờ hai người trò chuyện hoàn tất, liền có giáo đồ cấp tốc tiến lên bẩm báo. Động tác vẫn rất nhanh đi. Cao gầy lão giả nghe vậy cười lạnh, hồi phục giáo chủ phái đoàn, bọn hắn hết thảy tới bao nhiêu người. Khi cái gì cậu thí vương hầu, có hay không tự mình lĩnh đội tới? Thám tử chấp tay trả lời, hồi giáo chủ đại nhân lời nói, Đại Long Vương Triều chỉ phái sai 10 vạn quân đội đến đây, lĩnh đội là một cái vô danh tiểu tướng, đến nỗi Đại Long Vương Triều cái vị kia vương hầu, thám tử cũng không nhìn thấy. Chỉ phái phái một cái vô danh tiểu tướng lĩnh 10 vạn quân đội tới trợ giúp một cái nho nhỏ vương triều dám ngạo mạn như thế, đây thật là tự chịu diệt vong, thần tiên tới cũng không cứu được. Gầy còn lão giả nghe được câu trả lời này, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Hắn xuất lĩnh trăm vạn đại quân tới, còn có một đám huyết thần thánh giáo cao thủ, đại long vương triều không nói cử quốc chi lực ứng đối, nhưng cũng phải nơm nớp lo sợ mới được, đem hết toàn lực chống cự. Nhưng bây giờ, cái này đến đây ứng đối sức mạnh, lại từ trong ra ngoài tràn ngập xem thường. Một cái vô danh tiểu tướng lĩnh 10 vạn đại quân đến đây trợ giúp, thế này xem hắn là cái gì? Truyền bản giáo thánh lệnh, toàn quân chỉnh quân chờ chuẩn bị buổi trưa ba khắc đúng giờ khởi xướng tiến công để cho trước mắt nho nhỏ vương triều biết được có can đảm kinh thị thánh giáo chúng ta đại giới tức giận gầy còn lão giả trực tiếp hạ đạt chỉ lệnh vốn là hắn còn tính toán đợi chờ một phen để cho đại long vương triều sinh lực quân đều tập kết tới mình tại cùng một chỗ tiến hành tiêu diệt nhưng bây giờ hắn không muốn chờ đối mặt loại này xích lõa lõa xem thường hắn muốn để đối phương trả giá bằng máu từ đó để cho đối thủ của mình biết được bên mình lợi hại là đối mặt đại long vương triều xem thường chung quanh tà giáo cao tầng cũng là vô cùng phẫn nộ, lúc này nhận được chỉ lệnh, đều cấp tốc xuống thi hành. Một đám quân đội quốc gia, theo lẽ thường rất khó cấp tốc điều động, nhưng những này quân đội đều trải qua tẩy não, bị tà giáo bí pháp ảnh hưởng, một cái chỉ thị liền có thể để cho bọn hắn làm một chuyện gì. Lúc này hạ chỉ lệnh, bọn hắn liền nhanh chóng bắt đầu chuyển động, sắp xếp quân trận, lao vũ khí, vận sức chờ phát động. Một triệu người khí thế tập kết cùng một chỗ, tạo thành một cổ không thể địch nổi chi thế. Đường biên giới có kiên cố công sự phòng ngự, nhưng lúc này lại không cho được quân coi giữ bất luận cái gì cảm giác an toàn. Viện quân còn bao lâu có thể tới? Đóng giữ biên giới tướng lĩnh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, hướng phụ trách đưa tin đưa tin binh mở miệng hỏi thăm. Xem như mấy chục tuổi lão tướng, tự nhiên có phân tích địch ta trên lệch năng lực, minh bạch trước mắt địch đến phải có viện quân mới có thể đối phó. Bằng không, muốn phòng thủ bao nhiêu gian nan? Đưa tin binh trả lời, viện quân đã cách chúng ta không đủ 30 dặm, theo tốc độ hành quân một canh giờ liền có thể đến. Nghe được viện quân sắp tới, đóng giữ biên giới tướng lĩnh cuối cùng thở dài một hơi, tiếp lấy nghĩ đến cái gì lại mở miệng hỏi, Triều đình phái bao nhiêu viện quân tới? Còn có thần Trừng Hầu đại nhân lần này có hay không đi ra chứng nhận? Triều đình lần này phái 10 vạn đại quân đến đây trợ giúp, thống lĩnh đại quân là Đường Quốc công thứ Tôn Đường Thiếu Long tướng quân. Đưa Tinh binh lắc đầu nói, đến nỗi thần Trừng Hầu đại nhân cũng không cùng đi xuất chinh. Cái gì? Biên cảnh tướng lĩnh nghe vậy trừng mắt, gấp giọng nói, chúng ta đối mặt thế nhưng là địch quốc trăm vạn đại quân, còn có huyết thần thánh giáo cái này tà giáo một đám cao thủ triều đình vậy mà chỉ phái phái 10 vạn viện quân, thần rừng hầu đại nhân lại tương lai, đây không phải như trò đùa của trẻ con sao. Đưa tinh binh cuối đầu, loại chuyện này cũng không phải hắn một cái đưa tinh binh có thế điều khiển. Bệ hạ cái này hồ đồ nha, còn có thần rừng hầu đại nhân, hắn không tới, tà giáo cao thủ ai có thể xử lý a? À? Biên cảnh tướng lĩnh ngửa mặt lên trời thở dài, đấu trí tại thời khắc này kịch liệt trượt. Nam thành hầu, ngươi dám ở sau lưng bố trí bệ hạ cùng tỷ phu của ta, ngươi có phải hay không không muốn lăn lộn, hoặc cảm thấy đầu ngứa, muốn tiểu gia cho ngươi tới một chù y ngay tại biên cảnh tướng lĩnh ngửa mặt lên trời thở dài lúc một đạo kêu căng khó thuần âm thanh từ phía sau truyền đến tiếp lấy một cái tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng tản ra lóa mắt lộng lẫy thân ảnh từ trên trời giáng xuống đập ầm ầm tại biên cảnh tướng lĩnh trước mặt giữa sân bụi mù cuồn cuộn đá vụn bay loạn liền giống như đạn pháo oanh tạc kịch liệt sóng xung kích để cho biên cảnh tướng lĩnh ngăn không được thối lui dù là lấy cao thủ tuyệt thế thực lực cũng khó có thể đỡ được địch tập đối mặt với đáng sợ tình trạng biên cảnh tướng lĩnh lập tức hô to lên chó má gì địch tập tiểu gia ta ngươi cũng không nhận ra được sao thanh âm mới vừa rồi tức giận nói tiếp lấy bụi mù tán đi một cái toàn thân tản ra khí tức lạnh như băng thân ảnh từng bước một đi ra ngươi là đập vào mắt là một cái kim loại thiết nhân toàn thân tản ra huỳnh quang trên tay mang theo hai cái to lớn thiết chu y tràn ngập giả mang bưu hãng. biên cảnh tướng lĩnh xác nhận chính mình không biết có thể nghe thanh âm cùng ngữ khí nhưng có chút quen thuộc cái này khiến hắn có chút kinh nghi bất định ngươi thực sự là già nên hồ đồ rồi tức giận lời nói lần nữa truyền ra tiếp lấy kim loại thiết nhân liền truyền ra ken két âm thanh đầu kim loại tại hướng phía dưới co vào tiểu quốc công các loại kim loại thiết nhân lộ đầu ra biên cảnh tướng lĩnh cuối cùng nhận ra người tới chính là xuất lĩnh quân đoàn sắt thép thống lĩnh đường thiếu long hừ xem ra ngươi còn không có hồ đồ xong bất quá ngươi dám bố trí bệ hạ còn có tỷ phu của ta việc này nhất thiết phải tìm ngươi tính sổ sách đường thiếu long hừ lạnh mở miệng nhìn về phía ánh mắt của đối phương dần dần trở nên nguy hiểm ta đối mặt loại nguy hiểm này bi hiếp bờ à, biên cảnh tướng lĩnh trong lúc nhất thời nói không ra lời không phải hắn kém cỏi mà là người mặc bán thần cấp áo giáp đường thiếu long quá mức đáng sợ hắn vốn chính là một tên sát thần, bây giờ có thể nói là như hổ thêm cánh. Cũng may ngay lúc này, buổi trưa ba khắc đã đến giờ. Giết. Xong. Huyết thần cùng chúng ta cùng ở tại, đem dị đoan toàn bộ xóa khỏi thế gian. Toàn bộ bị tẩy não chư quốc đại quân, lực chấp hành tìm không ra một tia tì vết, đến giờ liền chỉnh tề phát khởi xung kích. Trăm vạn đại quân đồng thời xung kích, cảnh tượng này đơn giản khó có thể tưởng tượng, chạy dài chiến tuyến vượt qua 10 dặm, từng đợt từng đợt giống như thủy triều. Phóng tầm mắt nhìn tới, biên cảnh phòng tuyến bên ngoài tất cả đều là quân địch, đóng giữ biên giới cũng là tinh nhuệ, có thể đối mặt loại này xung kích ngăn không được sắc mặt trở nên trắng. Tới sớm, không bằng tới xảo, Nam Thành lão đầu, hôm nay ngươi liền hảo hảo xem, bệ hạ cùng tỷ phu của ta quyết định, phải chăng hồ đồ. Nhìn thấy trăm vạn đại quân xung kích, Đường Thiếu Long không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhìn về phía biên cảnh tướng lĩnh, trừng mắt to chiến ý dạt vào mở miệng. Đối với dạng này lời nói, biên cảnh tướng lĩnh ngay từ đầu là không tin. Một người thực lực có mạnh đến đâu, đối mặt trăm vạn đại quân cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Nhưng làm hậu phương truyền ra tiếng ầm ầm vang dội, một đám đặc thù quân đoàn xuất hiện, hắn cái này biên cảnh tướng lĩnh lập tức liền tin tưởng. Tấu chương xong. Chương 385, đây là một đám quái vật gì? Đông. 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 Từng tiếng chỉnh tề oanh minh, giống như viễn cổ trống trận gõ vang, mỗi một lần vang lên đều giống như đụng vào nội tâm. Đây là quân đội gì? Nhìn xem từ chân trời hiện ra mà ra, mang theo giả không thể địch nổi chi thế quân đoàn đặc thù, biên cảnh tướng lĩnh cả người bị dại ra. Tại giữa trưa dương quang chiếu rọi xuống, cái quân đoàn này tản ra ánh sáng chói mắt, giống như từ trên trời, hạ phàm thiên binh thiên tướng. So với bên ngoài đầy khắp núi đồi trăm vạn quân địch, cái quân đoàn này số lượng ít, có thế mang theo khí thế, lại kinh khủng hơn. Cũng là bởi vì điểm này, biên cảnh tướng lĩnh vẻn vẹn nhìn một chút, liền sinh ra lòng tin. Vô địch quân đội. Đường Thiếu Long ngạo nhiên đưa ra đáp án, kể từ hôm nay, tên tuổi của hắn sẽ vang thông thiên phía dưới. Vô địch quân đội. Biên cảnh tướng lĩnh nghe vậy tự lẩm bẩm, nếu như tại mọi khi có người dám nói lời nói này, hắn cái này biên cảnh tướng lĩnh cao thấp phản bác vài câu thế giới chi lớn. Ai dám xưng vô địch lời bất bại. Phóng nhãn thiên hạ mấy ngàn năm cũng không thấy. Nhưng bây giờ, nhìn xem giống như thiên binh thiên tướng hạ phàm quân đội, hắn lại không có phản bác. Giết. Xong. Biên cảnh xây dựng cao lớn phòng tuyến, giống như nằm ngang ở cả vùng đất cổ lão trường thành, chặn phía ngoài tầm mắt, cũng không biết có một con vô địch quân đoàn đến đây chi viện. Tại cùng nhiệt tính ngưỡng dưới sự thử thách, chư quốc quân đoàn xung kích đứng lên chính xác hung hãn không sợ chết. Biên quân phòng thủ thực lực cũng không yếu, đủ loại sát khí có thể tạo thành cực lớn sát thương đặc chế quân dụng tên nỏ, có thể dễ dàng bắn thủng giáp da còn có giáp nhẹ. Còn có đủ loại dầu cây trổ bom, để cho phòng tuyến phía dưới tạo thành một vòng lá trắng hỏa diễm. Điên cuồng tấn công chư quốc quân đội, ở trong quá trình này bị không ngừng thu hoạch. Có thể coi là như thế, binh lính phía sau cũng không có bất luận cái gì lùi bước, tre già mang mọc. Đủ loại công trình khí giới bị lấy ra, treo lên tử vong không ngừng khởi xướng xung kích, muốn đem biên quân thiết trí phòng tuyến xé mở một đường vết rách. Đối mặt loại điên cuồng này quân đội, biên quân áp lực lớn phải khó có thể tưởng tượng. Tăng thêm về số lượng chênh lệch, còn có huyết thần thánh giáo cao thủ trộn lẫn trong đó, vừa mới tiếp xúc tới, phòng tuyến liền tràn ngập nguy hiểm. Không phải biên quân phòng ngự yếu, mà là đối diện quá mức biến thái, cầm 10 người đổi với người một người đều như cũ đổi. Dưới loại tình huống này, để cho biên quân tướng sĩ làm sao không sợ hãi? Hầu gia, Nam tuyến cùng Đông tuyến đều có chút không chống đỡ được, thỉnh cầu hậu bị quân đoàn tiến hành trợ giúp bằng không phòng tuyến lâm nguy. Ngay tại hai người giao lưu ở giữa, có cái quan chỉ huy máu me đầy mặt trở về cầu viện. Đối mặt điên cùng như vậy tiến công, biên quân chỉ có thể toàn lực ứng phó chống đỡ, bằng không phòng tuyến tùy thời đều có thể bị xông phá. Đối mặt cái này cầu viện, nếu như là tại mọi khi, biên cảnh tướng lĩnh chắc chắn không cần suy nghĩ, liền sẽ đem lực lượng dự bị để lên đi. Bất quá bây giờ, đối mặt cái này cầu viện hắn lại lắc đầu nói, phân phó các bộ, trấn thủ tướng sĩ toàn bộ lui lại tới, đưa ra vị trí. Cái gì? Đến đây cầu viện quan chỉ huy, nghe được lời này ngữ cả người đều ngu, thậm chí cho là mình người lãnh đạo trực tiếp có phải hay không đầu hàng địch, dưới tay phải ý thức đặt tại trên kiếm bên hông chui bây giờ vương triều quốc thái dân an đương triều bệ hạ càng là yêu dân như con thiên hạ bách tính hạnh phúc an khang tướng sĩ người nhà nhóm đều trải qua phi thường tốt bọn hắn tự nhiên không muốn đây hết thảy vẻ đẹp bị ngoại lai địch phá hư người lãnh đạo trực tiếp nếu như đầu hàng địch dưới đáy tướng sĩ tuyệt đối không muốn đi theo nghĩ gì thế điên cảnh tướng lĩnh nơi nào có thế không hiểu những thứ này thấy vậy lập tức lớn tiếng quát lớn không đợi muốn bình định lập lại trật tự quan chỉ huy nói cái gì hắn liền chỉ hướng đài chỉ huy hậu phương xem nơi đó a à, viện quân của triều đình đã đến đem tiếp quản phòng tuyến chúng ta chỉ cần ở hậu phương phối hợp liền có thể biên cảnh tướng lĩnh tức giận nói cư nhiên bị người phía dưới cho rằng bán chủ cầu vinh cái này đổi ai tới trong lòng đều không được kình bất quá quan chỉ huy lại không có để ý tới bởi vì hắn nhìn thấy đang không ngừng tụ họp quân đoàn sắt thép cái kia cổ không thể địch nổi xung kích để cho hắn đồng dạng ngốc trệ ngay tại chỗ còn chờ cái gì nữa còn không mau đi biên cảnh tướng lĩnh thấy vậy lớn tiếng quát lớn a à, a à, là Cầu viện quan chỉ huy sửng sốt hảo một chút mới rút cục hồi thần lại, cấp tốc chạy xuống đi thi hành quân lệnh này. Trên chiến trường, trăm vạn đại quân đang điên cuồng tiến công, nhìn thấy thành tích nổi bật, tọa trấn hậu phương cao tầng trên mặt đều lộ ra ý cười. Bất quá sau một khắc, nụ cười của bọn hắn lại hơi hơi cố định cách. Như thế nào đột nhiên toàn bộ rút lui. Bọn hắn kinh ngạc nhìn về phía trước, vừa rồi liều chết chống cự biên quân tướng sĩ, đột nhiên rầm rầm rút lui phòng tuyến. Bộ dáng kia, tự như là gánh không được tháo chạy. Nghĩ đến tháo chạy cái từ ngữ này, những cao tầng này không tự kìm hãm được lẫn nhau liếc nhau một cái. Tiếp lấy cùng một chỗ phá lên cười. Ha ha. Danh tiếng thổi đến rất lớn, không nghĩ tới chỉ là một đám hổ giấy, đại quân chúng ta mới xung phong một cái liền chạy tán loạn, phế vật như vậy, đã sớm nên đem bọn hắn hủy diệt. Truyền lệnh xuống, đại quân tiếp tục xung kích, đem phòng tuyến triệt để chiếm giữ, hướng đại long cảnh nội bao phủ. Những thứ này phụ trách chỉ huy cao tầng, ở thời điểm này cười to không thôi, đồng thời hạ đạt chỉ lệnh thừa thắng xông lên, bao phủ toàn bộ đại long cảnh nội. Sứ giả đại nhân, Tại hạ sớm đã nói qua, trước mắt tiểu vương triều không chịu nổi một kích, bây giờ sứ giả đại nhân hẳn là tin tưởng a. À. Gầy còn lão giả giáo chủ này, nhìn thấy bên dưới người ra sức như thế, lập tức cảm thấy cả người đều mở mày mở mặt. Bất quá cái này vẹn vẹn kéo dài một hồi, đều không đợi cái gọi là sứ giả đại nhân có chỗ đáp lại, hắn liền không có cách nào cười ra tiếng. Bởi vì xông lên phòng tuyến quân đội, không biết gặp cái gì, toàn bộ bị đạn pháo đập trúng một dạng trọng trọng bay ra. Có một số người trên không trung thời điểm, liền trực tiếp tách trời, toàn bộ nổ tung ra lanh mắt gầy còn lão giả thậm chí nhìn thấy có huyết thần thánh giáo pha tạp cao thủ trong đó đồng dạng bị nện bạo trên không trung một chút không có bị đập bay cũng giống thấy được như quỷ từ thật vất vả xông lên phòng tuyến bên trên không muốn sống một dạng nhảy xuống đồ vật gì nhìn thấy một màn bất thình lình tất cả mọi người bọn họ đều kinh ngạc hoàn toàn không làm rõ ràng được trạng huống trong đó bất quá bọn hắn rất nhanh thì biết Theo xông lên phòng tuyến người phe bình viên toàn bộ bị rõ ràng lui phòng tuyến phía trên lộ ra một đám chiếc xạ lộng lẫy thân ảnh kim loại cự nhân nhìn thấy bọn này thân ảnh phụ trách chỉ huy cao tầng ánh mắt đều bỗng tăng lớn bị chọn lựa tiến quân đoàn sắt thép cũng là thể phách hán tử cường tráng cũng chỉ có bọn hắn có thể chân chính phát huy ra cơ quan áo giáp uy lực tăng thêm cơ quan áo giáp bản thân thể tích chợt nhìn từng cái giống như kim loại cự nhân tại phổ biến dinh dưỡng không đầy đủ cổ đại hai em mờ trở lên thân ảnh đúng là cự nhân tăng thêm hoàn toàn kim loại ngoại hình để cho tấn công người nhất thời không còn dám tiến lên đối với không biết mọi người cũng là tràn ngập sợ hãi coi như bị tẩy não cũng không cách nào ngăn chặn điểm này không phải kim loại gì cự nhân là một đám toàn thân mặt trọng giáp người mà thôi một đám cục sắt mặc dù nhìn xem dọa người nhưng thực tế trông thì ngon mà không dùng được tiếp tục cho bản giáo xong đem những thứ này cục sắt toàn bộ xé nát gầy còn lão giả không hổ là giáo chủ ngoại trừ ngay từ đầu có chút kinh ngạc rất nhanh liền nhìn ra sâu cạn lớn tiếng mở miệng quát lớn vừa rồi không bình tĩnh để cho hắn cảm thấy tại trước mặt sứ giả đại nhân bị mất mặt lúc này tự nhiên không thể lại như xe bị tuột xích người phía dưới nghe xong cũng dần dần hiểu rồi tình trạng cấp tốc truyền đạt chỉ lệnh bọn hắn cho rằng không tệ quân đoàn sắt thép đúng là mặt cục sắt người nhưng cái này cục sắt nhưng có chút không giống nhau chờ trăm vạn đại quân lần nữa tiến công bọn hắn rất nhanh liền hiểu rồi đạo lý này phổ thông đau thương kiếm kích rơi vào trên khải giáp liên vẽ ngấn đều không thể lưu lại trái lại trang bị vũ khí hạng nặng quân đoàn sắt thép chiến sĩ tùy tiện một cái quét ngang liền có thể đem địch nhân trước mắt trực tiếp đánh nổ mặc kệ trước mắt là một người còn là mười người kết quả cũng là như thế mỗi một lần công kích đều phơi bày hình quạt aoe tổn thương bị tẩy não quân đội rất điên cuồng có thể đối bên trên loại này quân đoàn sắt thép, không phải ngươi điên cuồng liền có thể đưa đến tác dụng. Mấy cái đối mặt xuống, trăm vạn đại quân xung kích không chỉ không thể chiếm giữ ưu thế, ngược lại theo cầm trong tay song chùy y thân ảnh ra lệnh một tiếng, bị cứng rắn quét ngang trở về. Đông, đông, đông. Tiếng vang trầm nặng vang lên lần nữa, đây là quân đoàn sắt thép chiến sĩ nhảy xuống phòng tuyến, hướng điên cuồng trăm vạn đại quân triển khai phản xung giết. Từ cao mấy chục mét phòng tuyến nhảy xuống sắt thép chiến sĩ, giống như thiên binh hạ phàm, ven đường không có một cái nào có thể ngăn cản huyết thần thánh giáo có cao thủ trộn lẫn trong đó, không thiếu tiên thiên cảnh giới đại cao thủ. Nhưng quân đoàn sắt thép bên trong đồng dạng có, nhất là cầm trong tay song chùy đường thiếu long, tại bán thần cấp cơ quan áo giáp gia trì, đơn giản chính là gia cường phiên bản hắc toàn phong, những nơi đi qua, mặc kệ là binh lính bình thường vẫn là tiên thiên cao thủ, toàn bộ bị một chùy đập thành thịt băm. Một cái tiên thiên đỉnh phong chủ giáo, muốn lên phía trước cuốn lấy, nhưng tại đường thiếu long liên hoàng ba chùy phía dưới, bị ngạnh sinh sinh chùy thành thịt nát. Vết từng vòng kinh cũng sóng xung kích, đem phương viên vài trăm mét quân địch toàn bộ hất bay, một chút không gánh nổi trực tiếp trên không trung nổ tung. Đầy trời huyết vũ rơi xuống, đem Đường Thiếu Long ngân sắc áo giáp trực tiếp nhuộm đỏ, giống như từ trong địa ngục bò ra tới tu la. Ha ha. Chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời cười to, một đường điên cuồng giết tới, không đấu nổi một hiệp. Dưới đáy chiến sĩ chịu hắn lây nhiễm, cũng triển khai cuồng bạo chém giết hình thức. Tại đặc thù cơ quan áo giáp phía dưới, trừ phi là đối mặt chân chính đại cao thủ, bằng không bọn hắn không cần cân nhắc phòng ngự sự tình, chỉ cần chưa từng có từ trước đến nay giết địch liền có thể. 10 vạn đối chiến 100 vạn, cứng rắn đem đối phương cho đỉnh trở về, ven đường lưu lại vô số thi thể, lại ít có hoàn chỉnh thân thế. Đây là một đám quái vật gì? Vẹn vẹn đảo mắt công phu, trăm vạn đại quân chính là tàn tật trọng, hậu phương phụ trách chỉ huy người tại thời khắc này toàn bộ trợn tròn mắt. Tấu chương xong. Chương 386, sau quái vật còn kinh khủng. Dám điều động trăm vạn đại quân đến đây, đồng thời chắc chắn có thế một trận chiến cầm xuống Đại Long Vương Triều, huyết thần người của thánh giáo trường phái tự nhiên phái đại lượng thám tử, đem Đại Long Vương Triều thực chất cho thăm dò. Dù sao đều không phải là đồ đần, có thể tại trên chiến lược xem thường đối thủ của mình, nhưng lại không thể đần độn, cái gì cũng không biết. Cùng vọng là bởi vì có tư bản, mà không phải bởi vì bọn hắn ngốc mới cùng vọng. Bất quá tại cái này trong điều tra. Toàn bộ Đại Long Vương Triều, ngoại trừ dị quân quật khởi vô địch vương hầu, bọn hắn huyết thần thánh giáo chứng mắt bất luận kẻ nào. Phía trước bị tổn thất, cũng toàn bộ gãy tại cái này bọn hắn coi trọng trên thân người vì đối phó cái này đại địch bọn hắn có thể nói chuẩn bị rất nhiều nhưng đại địch còn không có nhìn thấy bọn hắn liền bị hung hăng học một khóa đây là nơi nào tới quái vật nhìn xem trước mắt quân đoàn sắt thép bọn hắn xác định tại trong tình báo không có bây giờ đột nhiên xuất hiện bọn hắn nhất thời đều mộng đây chính là lòng tin của người tràn đầy vị kia người mặt xanh xanh đỏ đỏ quần áo sứ giả đại nhân lần thứ nhất chủ động mở miệng liếc xéo hướng bên cạnh đồng dạng giật mình gầy còm lão giả đối mặt cái này hỏi thăm gầy còn lão giả lúng túng mặt mo đều có chút đỏ lên. Đây chỉ là một chút xíu ngoài ý muốn, sứ giả đại nhân cứ yên tâm chính là, ta giáo chân chính thực lực còn không có dùng đến đâu. Mặc dù rất là lúng túng, nhưng hắn cũng không dám để cho đối phương thất vọng, bằng không, nên đón hắn sẽ là cực kỳ khủng bố kết quả. Hắn có thể lực lượng mới xuất hiện, đoạt được giáo chủ chi vị, ngoại trừ một chút vấn đề nội bộ, cũng là bởi vì có đối phương ủng hộ. Vậy thì nhanh lên đi, bản tọa không có cái gì thời gian ở đây cùng ngươi hao tổn, nếu như ngay cả chút vấn đề nhỏ này đều phí sức như thế, bản tọa sẽ một lần nữa cân nhắc năng lực của ngươi sứ giả đại nhân đứng thẳng lôi kéo mí mắt không trọng không chậm mở miệng nói ra nhưng hắn mở miệng nói ra ngữ lại làm cho gầy còm lão giả càng thêm khẩn trương lên huyết sát ngươi tự mình dẫn đội ra tay đem sông hung nhất người kia cho bản giáo chém xuất lĩnh liên quân tiến hành phản công gầy còm lão giả hít sâu một hơi bình phục nội tâm sao động liền lạnh giọng mở miệng phân phó là giáo chủ khi phân phó rơi xuống một cái khuôn mặt âm lãnh nam tử trung niên nhanh chân ra khỏi hàng theo sát phía sau còn có một đám người mặc huyết bào thân ảnh. Máu của bọn hắn bào trên tay áo, đều theo lên một đạo màu vàng sậm đường vân, đây là phổ thông tin anh giáo đồ không có tiêu chí, rõ ràng đi theo đi ra ngoài cũng là tà giáo bên trong cao tầng. Thực tế chính xác như thế, những thứ này đi theo đi ra ngoài huyết y người, mỗi một cái cũng là tiên thiên đỉnh phong đại cao thủ, đặt ở bất luận cái gì khu vực, đó đều là một đỉnh một tồn tại. Trong đó dẫn đầu huyết sát, càng là có được bán thánh cấp bậc thực lực kinh khủng. Khi bọn hắn đồng thời bộc phát khí thế, bay xuống chiến trường ở trong, từ đại chiến mang tới khói mù, tại thời khắc này trực tiếp bị tách ra. Khí huyết trùng tiêu ý tưởng, để cho bọn hắn trong nháy mắt trở thành trên chiến trường tối tịnh tử. Vốn là không gánh nổi trăm vạn đại quân, tại huyết thần thánh giáo cao thủ đoàn đội gia nhập vào sau, khí thế lập tức vì đó nhất định. Là thần sứ đồ, thần sứ đồ tới giúp chúng ta, huyết thần cùng chúng ta cùng ở tại, đại gia đừng sợ, đem dị đoan toàn bộ nghiền nát. Nhìn thấy nhà mình trợ giúp tới, trộn lẫn trong đó tà giáo đồ, lập tức lớn tiếng gào to, ổn định có chút tháo lui quân tâm. Một chiêu này vô cùng hữu hiệu, tại trong huyết tinh sát lục trạng thái có chút biến mất binh sĩ lần nữa trở nên cuồng nhiệt lại điên cuồng tình cảnh lớn như vậy tự nhiên trước tiên đưa tới xem như thống lĩnh đường thiếu long chú ý khi thấy huyết thần thánh giáo cao thủ lĩnh đội vẫn là một cái bán thánh hắn lập tức trở nên càng thêm hưng phấn lên tới tốt lắm hắn trực tiếp hét lớn một tiếng liền hướng huyết thần thánh giáo cao thủ đoàn đội xung phong liều chết tới mặc vào bán thần cấp cái khác áo giáp những cái kia thông thường địch quốc tướng sĩ ở trước mặt hắn yếu ớt liền giống như một trang giấy đối thủ như vậy hắn giết một điểm kình cũng không có. Bây giờ cuối cùng có cao thủ tới, cái này có thể nói vừa vặn hợp tâm ý của hắn. Tự tìm cái chết. Nhìn thấy đối địch tướng lĩnh, nhìn thấy nhóm người mình chẳng những không có e ngại, còn chủ động xông lại, tà giáo cao thủ đoàn người nổi giận. Đây là xích lõa lõa xem thường. Xem như vô thượng cấp bậc đại giáo, bọn hắn bình thường đều có một cái thói hư tật xấu, đó chính là cảm thấy người trong thiên hạ đều phải kính sợ chính mình. Không có kính sợ chính mình, đó đều là đối với chính mình xích lõa lõa xem thường. Là các ngươi tự tìm cái chết đường thiếu long cũng sẽ không nuông chiều bọn hắn trực tiếp phản đi qua quát lớn hai chân hơi dùng sức cả người nhảy lên thật cao tiếp lấy trên tay bán thần binh cấp cái khắc trọng chùi y liền đập ầm ầm rơi trên khải giáp mặt thần binh đường vân tại thời khắc này triệt để được thắp sáng rõ ràng một chùi y này đường thiếu long không có bất kỳ cái gì lưu thủ ra toàn lực bán thần binh cấp cái khắc áo giáp có thể tăng phúc mấy lần người sử dụng công lực còn có thể phát sức mạnh cũng giống như thế đường thiếu long mặc dù chỉ có tiên thiên đỉnh phong cảnh giới nhưng bởi vì trời sinh thần lực bộc phát ra thực lực phải xa xa cao hơn bây giờ lại có bán thần áo giáp tăng phúc, trong nháy mắt lạp thăng một cái lớn cấp bậc. Đừng nói là tiên thiên đỉnh phong, liền xem như bán thánh tới, hắn đều có lòng tin chùi y bạo. Xem như bán thánh huyết sát, không tin cái này tà, đối mặt từ trên trời giáng xuống đối thủ, trực tiếp rút ra chính mình binh khí đối địch. Đây là một cái huyết kiếm, lợi dụng huyết thần thánh giáo bí pháp bồi dưỡng ra được, ở mọi phương diện có thể so sánh bán thần binh. Lúc này ở gia trì bán thánh, cho thấy cực kỳ khủng bố phong mang. Tiện tay một kiếm, chính là một đạo thông thiên triệt địa kiếm khí màu đỏ ngòm, phản phất hư không đều có thể mở ra, cho người ta không thể ngăn cản cảm giác. Mà đối mặt công kích như vậy, đường thiếu long vẫn là chiêu bài một chùy Đông. Cả hai trọng trọng đụng vào nhau, giống như trọng pháo chạm vào nhau, sóng trùng kích khủng bố, lấy đối bính làm trung tâm hướng bốn phía tàn phá bừa bãi, thổi đến binh lính chung quanh ngã trái ngã phải, liền giống như gặp 10 cấp bảo, đứng đều không thể đứng vững. Huyết sát đối với công kích mình rất có lòng tin, khóe môi nhếch lên cười lạnh, chờ đợi ngang ngược càng rỡ cục sắc bị kiếm khí một phân thành hai. Cẩn thận. Bất quá chờ tới không phải kết quả này, mà là một đạo lo lắng nhắc nhở. Nhắc nhở âm thanh hắn có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời hắn lại một lần nghĩ không ra. Chờ hắn nhớ tới là ai thời điểm, đây hết thảy nhưng có chút chậm. Răng rắc. Chỉ nghe qua răng rắc từng tiếng vang dội, hắn ký thác kỳ vọng kiếm khí, liền bị Đường Thiếu Long trọng chủ vỡ nát, trọng chủ y mang theo vô địch chi uy, thẳng tắp hướng hắn cùng bạo đập về phía. Làm sao có thể? Huyết sắc mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, mặc dù Đường Thiếu Long một thân áo giáp bao khỏa, có thể hắn bán thánh cấp bậc ý niệm vẫn là rõ ràng bắt được đường thiếu long chỉ có tiên thiên đỉnh phong cảnh giới dù là biểu hiện ra thực lực có chỗ vượt qua nhưng hắn đường đường một tôn bán thánh như thế nào sẽ đem dạng này sâu kiến đưa vào mắt hắn thấy chính mình hạ tràng không nói dễ như trở bàn tay cái kia cũng không kém là bao nhiêu nhưng bây giờ nhưng lại một lần bị hung hăng đi học không có cái gì không thể nào các ngươi những thứ này tà giáo đồ cho tiểu gia chết đi đường thiếu long hưng phấn trống to niềm vui tràn trề chiến đấu để cho hắn đem bán thần cấp cái khác áo giáp uy lực toàn bộ phát huy đi ra loại kia cường đại cảm giác để cho hắn sâu đậm mê muội đối mặt loại tình huống này huyết sát không kịp nghĩ quá nhiều cái khác chỉ có thể liên tục chém ra kiếm khí muốn ngăn cản có thể hướng về không thể địch nổi kiếm khí vào lúc này lại có vẻ có chút suy nhược đường thiếu long một cái gió lốc liên hoàn chú trực tiếp liền đem tất cả kiếm khí nát bấy lại ở trong quá trình này mượn lực tiến hành tụ lực cuối cùng phủ đầu cho huyết sát trọng trọng một chú y bán thần áo giáp tăng phúc năng lực tại thời khắc này truyền ra trọng chù y dọc theo chú y ảnh trực tiếp đem huyết sát cả người bao phủ. Huyết sát không kịp tránh né, chỉ có thể đem trường kiếm màu đỏ ngòm quét ngang, làm cuối cùng ngăn cản. Đông. Lại là đại chủ y 80, sóng trùng kích khủng bố, liền bên cạnh tiên thiên đỉnh phong cao thủ, đều bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Càng nhiều xui xẻo địch quốc binh sĩ, bị đánh bay đến mấy chục hơn 500 thước không trung ở trong, cuối cùng nên đón đầy trời bụi mù, giống như sủi cảo rơi đập, phát ra phanh phanh trầm đục. Cái này kinh khủng một chút, làm cho cả chiến trường cũng vì đó dừng lại. Cái này nào chỉ là quái vật đơn giản so quái vật còn kinh khủng hơn. Tấu chương xong. Chương 387, thiên địa làm trung tâm tồn tại. Là. Bị phân phó cao lớn thân ảnh mặt không biểu tình gật gật đầu, liền sải bước đi ra ngoài. Ở phía sau hắn, đi theo một đám đồng dạng mặt không thay đổi thân ảnh. Bọn hắn ánh mắt đờ đẫn, giống như cá chết ánh mắt, đi bộ động tác cũng rất căng cứng trắng. Bất quá theo bọn hắn xúc động, chung quanh tà giáo đồ đều rối rít nhường đường, giống như là những này là cái gì lũ ống mảnh thú, liền bọn hắn cùng một giáo phái người cũng cảm thấy e ngại mà đối với đồng bạn e ngại bọn hắn vẫn là cái kia mặt không thay đổi thần thái loại này khác thường tình trạng một chút liền hấp dẫn tư cao lâm hạ tô nhị hổ chú ý đối với cái này tô nhị hổ không có hai lời trực tiếp dương cung liền xạ muốn đem cái này một nhóm người cho bắn nổ lấy hắn hiện ra lực sát thương chính là phổ thông bán thánh cũng khó có thể ngăn cản bản thân hắn cũng vô cùng có lòng tin có thể kỳ quái một màn xảy ra đó chính là hắn thần tiễn đều không có đến được xưng là huyết long cao lớn thân ảnh xuất lĩnh đội ngũ trước hết một bước nổ thành đầy trời huyết vũ đây là cái tình huống gì đối thủ của mình trước một bước nổ cái này khiến cô nhị hổ hoàn toàn không nghĩ ra bất quá rất nhanh là hắn biết chỉ thấy những thuốc nổ này mở tồn tại lấy nổ tung huyết nhục tạo thành một cái cực lớn vòng xoáy màu đỏ ngòm đang xoay tròn ở giữa sinh ra cực lớn hấp lực đem trên chiến trường máu tươi toàn bộ hút tới cục 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 một hồi kịch liệt dưới chém vết tới trên chiến trường tử vong sớm đã cao tới hai ba chục vạn lúc này bị toàn bộ từng hấp thu tới tụ tập cùng một chỗ chân chính tạo thành huyết hà huyết hải không bờ một đạo băng lãnh lại không trộn lẫn cảm tình sắc thái âm thanh tại trong huyết hà truyền ra từ máu tươi tạo thành dòng sông sau đó một khắc sôi trào lên tại trong từng đợt bọc khí kịch liệt bành trướng ngay từ đầu là một đầu huyết hà cuối cùng bành trướng trở thành huyết hải trong biển máu huyết thủy không gió mà bay nhấc lên từng đạo kinh cũng sóng lớn sứ giả đại nhân đây là ta giáo huyết hải đại pháp lấy vô cùng vô tận huyết dịch làm dẫn tạo thành u minh biển máu sức mạnh làm dẫn huyết việt càng nhiều quy lực lại càng lớn ở tại bao phủ phía dưới liền xem như chân chính võ thánh đều khó mà chạy trốn được trong đó nghiền ép nhìn thấy huyết hải thành công thi triển mà ra gầy còn lão giả lập tức dâng lên vô tận sức mạnh cùng bên cạnh sứ giả đại nhân khoe ân chính xác rất không tệ nhìn xem ngập trời huyết hải sứ giả đại nhân cũng là công nhận khẽ gật đầu mà trên chiến trường đối mặt lăn lộn mà đến huyết hải tô nhị hổ thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng lên cái kia kinh cũng lực áp bách dù là hắn người mặc bán thần cấp áo giáp tại thời khắc này cũng không cách nào co nhẹ da thịt từng đợt căng lên đây là sinh mệnh bản năng phát ra cảnh cáo trước mắt ngập trời huyết hải khó mà chống cự ta còn không tin. Tô nhị hổ hung hăng cắn răng, đối mặt sinh mệnh bản năng cảnh cáo, hắn không tin cái này tà. Đối mặt mang theo ngập trời chi thế cuồn cuộn mà đến huyết hải, hắn trực tiếp tụ lực kéo cung. Trường hồng quán nhật. Băng lãnh tiếng quát từ trong miệng hắn truyền ra, tiếp lấy một cái tản ra vô tận lộng lẫy tiễn, hướng huyết hải nối liền mà đi. Trường hồng quán nhật. Đây là tô nhị hổ lợi dụng chính mình thần tiễn thủ thiên phú, sáng tạo ra tối cường tiễn thuật. Mọi khi hắn sẽ rất ít đi dùng, bởi vì cái này sát chiêu cần thời gian dài tụ lực, hơn nữa cũng không có hắn cần dùng đối thủ hôm nay hắn mới chính thức dùng đến. Lúc mũi tên xuyên qua hư không, từng cái thái dương hư ảnh đang không ngừng rơi xuống, đây chính là Tô Nhị Hổ sáng tạo cái này nhất tuyệt thu chân lý võ đạo, liền thái dương đều phải bắn xuống tới. Ngập trời huyết hải bao phủ hết thảy, ven đường không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Liền xem như đá to lớn sơn phong, đều trực tiếp bị nghiền nát trở thành cặn bã, bị không ngừng lăn lộn huyết sắc nước biển bao phủ trong đó. Nhìn như nhu nhược huyết thủy, nhưng lại sao bất luận cái gì tinh thiết đều phải cứng tỏi Cảnh tượng này, giống như thuộc sơn kiếm tiên bên trong u tuyền lão quái, dùng ra hắn u tuyền đại pháp muốn bao phủ ngũ đài sơn thời điểm tràn cảnh một dạng ở trong quá trình này có cơ quan mảnh hổ thấy được mãnh liệt mà đến huyết hải lập tức mở ra miệng lớn phát ra có thể xuyên qua hết thảy cơ quan tên nỏ muốn đem huyết hải xuyên qua có thể hướng về bất lợi cơ quan tên nỏ tại thời khắc này lại đã mất đi tác dụng toàn bộ đều ở nơi này quá trình bên trong bị vỡ nát nhìn thấy cái hiệu quả này huyết thần người của thánh giáo đều nở nụ cười cũng liền ở thời điểm này tô nhị hổ tụ lực mà phát trường hồng quán nhật đến không có cái gì loè loẹt, mang theo bắn rơi liệt nhật uy thế, trực tiếp đâm vào chưa từng có từ trước đến nay ngập trời huyết hải ở trong. Đông. Tại một đạo tiếng vang ầm ầm phía dưới, nghiền nát hết thảy ngập trời huyết hải, trực tiếp bị tạc ra một cái trước sau sáng trưng lỗ thủng khổng lồ. Toàn bộ đi về phía trước thế, tại thời khắc này bị áp chế hung hăng một trận. Nhìn thấy tình trạng này, Tô Nhị Hổ ánh mắt lập tức sáng ngời lên. Mà vừa rồi huyết thần giáo giáo đồ, tại thời khắc này lại không cách nào cười dậy rồi. Đối với đây hết thảy, Tô Nhị Hổ không có làm bất luận cái gì để ý tới, hiện tại hắn chỉ có một cái ý niệm, đó chính là đem trước mắt huyết hải bắn nổ. Hưu hưu hư. Bán thần trên khải giáp thần binh đường vân, dần dần bị triệt để thắp sáng, để cho Tô Nhị Hổ bắn tên uy lực chẳng những trở nên mạnh hơn, còn có thể càng nhanh. Phối hợp bán thần binh áo giáp tăng phúc, Tô Nhị Hổ tại thời khắc này đơn giản như cá gặp nước, dĩ vãng cần thời gian dài tụ lực bị đại đại áp suất. Tại trong từng đạo tiếng xé gió, ngập trời huyết hải bị trường hồng không ngừng oanh tạc. Ầm ầm mỗi một lần cũng là một cái lỗ thủng khổng lồ, ngập trời huyết hải dần dần trở nên tàn phá. Chú Tâm chuẩn bị đại sát chiêu, cư nhiên bị Tô Nhị Hổ một người hơi công đem áp chế xuống. Nhìn thấy tình trạng này, gầy còn lão giả giáo chủ này thần sắc khó coi vô cùng. Truyền bản giáo thánh lệnh, để cho tín đồ nuôi nấng huyết hải, mở ra trạng thái mạnh nhất. Gầy còn lão giả băng lãnh phân phó. Chuyên môn phụ trách đưa tin giáo đồ, khi nghe đến chỉ thị này thần sắc cuồng biến. Còn không chờ hắn có hành động, một đạo băng lãnh ánh mắt liền rơi vào trên người hắn. Tuân lệnh đối mặt với ánh mắt lạnh như băng, đưa tin giáo đồ vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Khi chỉ thị này hạ đạt, phụ trách điều hành tà giáo đồ toàn bộ cũng thay đổi sắc mặt. Nhưng phải biết đây là giáo chủ ý chí, bọn hắn cũng chỉ có thể cắn răng đi thi hành. Tiếp xuống chiến trường, xảy ra một kiện để cho người ta cảm thấy sợ hãi sự tình. Đó chính là trên chiến trường địch quốc binh sĩ, lại cùng nhau cầm đao xóa cổ của mình. Huyết dịch không ngừng bắn tung tóe, thẳng đến ngã trên mặt đất, những binh lính này đều mang nụ cười quỷ dị. Những binh lính này vượt qua 10 vạn, trong rã 10 vạn người làm cái này chuyện quỷ dị, làm sao không để cho người ta thấy rùng mình. Cục cục cục. Mười vạn binh sĩ tự sát huyết dịch, lần nữa tạo thành một đầu huyết hà, tại trong ủng ục di động, bổ huyết đến bắt Tô Nhị Hổ một người hơi công ngạnh sinh sinh xả nát vụn huyết hải ở trong. Nhận được những huyết dịch này bổ sung, trách trưới huyết hải trong nháy mắt nhận được khôi phục, hơn nửa diện tích tại thời khắc này lại một lần nữa bành trướng. Tại huyết dịch phương diện này, rõ ràng đã sớm bị huyết thần thánh giáo chơi hiểu rồi, huyết dịch chính là bọn hắn hết thảy nguồn năng lượng. Thậm chí có thể tăng cường sát chiêu, để cho thi triển ra sát chiêu kinh khủng hơn. Tô Nhị Hổ trường hồng quán nhật rơi xuống trong đó mặc dù vẫn như cũ có thể nổ tung một cái lỗ thủng, nhưng qua trong dây lát liền phải để khôi phục. Ầm ầm. Ngập trời huyết hải có thể lần nữa phun trào, hướng trên chiến trường bao phủ mà đến. Đối mặt tình trạng này, Tô Nhị Hổ có chút vô lực thả xuống trên tay trường cung. Được bổ sung ngập trời huyết hải, lấy thực lực của hắn chính xác không cách nào rung chuyển. Nhìn thấy Tô Nhị Hổ phản ứng, huyết thần người của thánh giáo lần nữa nở nụ cười. Mà đối diện với mấy cái này người ý cười, Tô Nhị Hổ vậy mà cũng bắt đầu cười. Đây không phải nói Nhị Hổ điên rồi mà là hắn nhìn thấy một người xuất hiện ở trên chiến trường người này một thân một mặc áo bào nhìn cũng không thu hút nhưng hắn xuất hiện trong nháy mắt lại trở thành thế gian nhân vật chính phản phất vùng thế giới này tại thời khắc này đã xuất phát hiện người vì trung tâm ngập trời huyết hải mang theo khí thế không thể địch nổi bao phủ mà đến coi như có thế sát thương bán thánh tô nhị hổ đều không thể ngăn cản có thể giống như trong trời đất thân ảnh đối mặt cái này ngập trời huyết hải vẻn vẹn nâng lên một cái tay hướng phía trước tùy ý khẽ chống không thể ngăn trở huyết hải liền trong nháy mắt dừng lại bất kể như thế nào lăn lộn, đều không thể tại đi tới một hào, phản phất đại náo thiên cung tề thiên đại thánh, gặp Phật như lai ngũ chỉ sơn. Đối mặt màn này, huyết thần thánh giáo trên mặt mọi người nụ cười, toàn bộ dừng lại. Tấu chương xong. Chương 388, thần minh lâm thế. Trên chiến trường. Bị ký thác kỳ vọng, cho rằng có thể nghiền nát hết thảy ác chủ bài, cư nhiên bị một cái đột nhiên xuất hiện thân ảnh tiện tay chặn. Không có hoa bên trong hồ tiếu đặc hiệu, cũng không có kinh người gì khí thế, chính là bình thường không có gì lạ nâng lên một cái tay thì ung dung đón đỡ, tùy ý huyết hải như thế nào lăn lộn, đều khó mà tiếp tục tiến lên dù là một tia. Thiên địa. Tại thời khắc này giống như dừng lại xuống. Đây không có khả năng. Gầy còn lão giả thứ nhất không tin, không tin mình chú tâm chuẩn bị ác chủ bài, tiêu phí cực lớn tâm huyết dùng đến sát chiêu, sẽ như thế dễ dàng liền bị tan rã. Cái khác giáo đồ cũng cho rằng không có khả năng, huyết hải đại pháp cường đại, là xâm nhập lòng người. Trước đây bọn hắn công chiếm chư quốc, có một cái quốc độ ý vào võ đạo hưng thịnh không phục, cuối cùng bị huyết hải trực tiếp che mất toàn bộ đô thành mấy cái thực lực cường đại bán thánh liền giải dụa đều không làm được liền bị nghiền nát bây giờ lại vẻn vẹn lấy một cái tay liền đem nhận được tăng cường huyết hải ngăn lại cái này khiến bọn hắn như thế nào dám đi tin tưởng a à? ngươi là người nào vậy còn lão giả triệt để không cách nào bình tĩnh biến số này thực sự quá lớn ta là người như thế nào xuất thủ thân ảnh cười nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất liền lăn không dựng lên sừng sững ở huyết hải phía trên đứng chấp tay nói các ngươi không phải một mực đang tìm ta sao ta là ai các ngươi không biết ngươi là đại long vô địch vương hầu khi thân ảnh này lăng không dựng lên, xuất hiện trong tầm mắt mọi người, huyết thần người của thánh giáo cuối cùng nhận ra là thần thánh phương nào. Trước mắt xuất hiện. Đúng là bọn họ trọng điểm chú ý mục tiêu, Đại Long Vương Triều vô địch Vương hầu Lâm Phàm. T. Khi nhận ra là người thế nào, tà giáo người toàn bộ ngăn không được hít vào lên khí lạnh. Bọn họ cũng đều biết Lâm Phàm rất mạnh, trước đây có hai cái bán thánh phó giáo chủ đều thua ở Lâm Phàm trên tay, bọn hắn lần này tới, còn chuẩn bị không thiếu ứng đối sát chiêu. Nhưng bọn hắn không có dự liệu được, Lâm Phàm vậy mà mạnh đến trình độ này có thể nghiền nát hết thảy huyết hải bị thứ nhất một tay thì ung dung gây khó dễ lại có thể lăn không hư độ đây quả thực là chân chính thần minh thủ đoạn đối mặt loại tồn tại này bọn hắn có thế đối kháng sao đây chính là vị kia vô địch vương hầu khó trách có thế có vô địch quang xưng đây quả thật là thực lực không tệ là nhân tài khó được vị sứ giả kia đại nhân nhìn về phía lâm phàm ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng mà đối với dạng này thưởng thức là gầy còn lão giả không muốn nhìn thấy nhất cho nên hắn không hề nghĩ ngợi liền hướng về huyết hải phân phó huyết long lần này mục tiêu lớn nhất đã xuất hiện thi triển cấm kỵ sát chiêu không tiếc hết thảy đem hắn nghiền nát là huyết hải truyền ra đáp lại tiếp lấy giống như nấu sôi nước sôi chợt sôi trào lên lực lượng cùng bạo đang không ngừng phun trào đại địa tại thời khắc này chấn động kịch liệt phát ra kinh khủng oanh minh phản phất không chịu nổi gánh nặng tản mát ra khí tức liền bán thánh đều cảm thấy kiềm chế vô cùng tới gần biển máu mặc kệ là các nước tướng sĩ vẫn là cơ quan thú quân đoàn tại thời khắc này đều cảm thấy hô hấp khó khăn, giống như có cái gì đại khủng bố đặt ở nội tâm của bọn họ. Toàn bộ kịch liệt chém giết chiến trường, tại thời khắc này triệt để dừng lại. Hu hu. Quỷ dị phong thanh tại bốn phía gào thét, phản phất có cái gì đại khủng bố muốn buông xuống thế gian. Lâm Phàm đứng lơ lửng trên không, liền đứng tại biển máu chính đối diện, lúc này có thể nói đứng mũi chịu sào. Đáng sợ lực áp bách, mang theo giả huyết sắc gió lốc, không ngừng hướng hắn đánh thẳng tới. Nhưng chân chính đến trước mặt hắn lúc, lại chợt yên tĩnh lại, phản phất tại hắn quanh thân, một vòng hoàn toàn chân không khu vực. Tùy ý bên ngoài như thế nào tàn phá bừa bãi, tại ta vị trí khu vực đều bằng vào ta làm chủ. Hu hu. Đối mặt loại tình huống này, quỷ dị huyết sắc gió lốc trở nên mãnh liệt hơn, tiếp lấy toàn bộ huyết hải khắp nơi tản mát ra xâm nhiên huyết quang. Toàn bộ huyết hải tại kịch liệt biến ảo ở giữa, hình dạng không ngừng bắt đầu biến hóa, cuối cùng ở trung ương vị trí tạo thành một cái huyết sắc đầu lâu, khổng lồ thể tích để cho hắn hé miệng trong nháy mắt, phản phất có thể đem trọn phiến thiên địa đều nuốt vào đi. Cái này một cái hình dạng, rất giống U Tuyền lão quái sử dụng U Tuyền đại pháp một chiêu này mặc kệ là bộ dáng vẫn là uy năng đều cực kỳ dọa người khí tức ngột ngạt để cho người ta khó mà sinh ra lòng kháng cự trống huyết hải cô lâu phát ra gào thét khổng lồ huyết bồn đại khẩu kéo dài mà ra trực tiếp đem lâm phàm toàn bộ nuốt vào trong miệng nhìn thấy huyết hải cô lâu đem lâm phàm một cái nuốt vào gầy còng lão giả nhất thời hưng phấn đứng lên biển máu nội bộ tự thành không gian chỉ cần bị nuốt vào trong đó mặc kệ thực lực có mạnh hơn nữa cũng đừng hồng phát huy đi ra chỉ có thể bị vô tận lực áp bách ngạnh sinh sinh nghiền nát hắn lộ ra nụ cười hưng phấn giờ khắc này hắn không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Lâm Phàm thực lực ngoài dự liệu, bất quá quá tự đại, vậy mà tùy ý huyết hải cô lâu đem hắn nuốt vào nội bộ. Đây là tự tìm đường chết. Bên cạnh sứ giả đại nhân không nói gì, chỉ là trong mắt hứng thú chi sắc càng đậm. Mà đối mặt địch nhân đắc ý, Tô Nhị Hổ bọn người lại không chút nào để ý. Cái gì huyết bồn đại khẩu? Cái gì tự tìm đường chết? Hắn Tô Nhị Hổ chỉ muốn nói một câu, các ngươi đối với thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Thực tế chính xác như thế, biển máu nội bộ không gian, đối mặt từ bốn phương tám hướng truyền đến vô cùng vô tận áp lực lâm phàm vẫn như cũ duy trì ngay từ đầu cái kia đứng chắp tay bộ dáng bất luận cái gì áp lực tại ở gần đến khu vực chân không vẫn như cũ không thể xâm nhập trong đó một tơ một hào liền cái này lâm phàm méo một chút cổ nhìn về phía trước không ngừng biến ảo mặt quỷ hỏi cái này mặt quỷ chính là trước đây thi triển biển máu cái kia huyết long biến thành đem lâm phàm thành công nuốt vào chính mình nội bộ không gian hắn vốn là cũng là lòng tin tràn đầy nhưng bây giờ hắn lại lòng tin không nổi vô cùng vô tận áp lực khủng bố ngay cả hư không đều đè nhăn nhó có thể rơi vào xung quanh lâm phàm lại như ngộ xuân gió làm sao có thể mạnh như vậy bởi vì đặc thù bồi dưỡng bọn hắn thất tình lục dục gần như hoàn toàn bị xóa đi chỉ vì thi triển huyết hải đại pháp mà sống cái này cũng là bọn hắn ngốc trệ một chính là nguyên nhân theo lý bọn hắn sẽ không còn có tâm tình chập chờn lại càng không có e ngại chờ cái gì cảm xúc xuất hiện nhưng bây giờ bọn hắn lại có đối mặt nam nhân ở trước mắt bọn hắn biến thành mặt quỷ rõ ràng nổi lên e ngại tất nhiên không có cái khác hoa dạng cái kia hết thảy liền đến chỗ này thì ngưng lâm phàm lần nữa nhìn đối phương một mắt cuối cùng lắc đầu cười cười vốn đang cho là có hoa dạng gì không nghĩ tới liền cái dạng này đừng nói cho áp lực thậm chí ngay cả để cho hắn hơi nghiêm túc đều không làm được đây không phải đối phương yếu mà là thực lực của hắn thực sự quá mạnh mẽ đột phá đến võ thánh cảnh giới sau đó hắn kỳ thực chính mình cũng không biết chính mình mạnh bao nhiêu duy nhất biết đến chính mình rất mạnh rất mạnh thu liễm khí huyết chi lực không còn thu liễm hoàng mỹ chân lý võ đạo tại thời khắc này nở rộ ầm ầm khí thế kinh cũng mãnh liệt tuôn ra vô tận khí huyết chi lực xông thẳng lên trời vân tiêu bị huyết hải ngăn trở trực tiếp giống như giấy xông phá vẹn vẹn bộc phát ra từ thân khí thế huyết hải liền bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ từ bên ngoài đến xem sôi trào huyết hải tại một hồi kịch liệt co vào bành trướng phía dưới trực tiếp ầm vang nổ tung bị nuốt lâm phàm lần nữa hiện ra ngập trời khí huyết chi lực xông thẳng lên trời một đầu khổng lồ huyết sắc thần long ở trong đó như ẩn như hiện kèm theo phân tán bốn phía nổ tung huyết hải mãnh vụn, lúc này Lâm Phàm cũng như thần linh lâm thế. Tấu chương xong. Chương 389, huyết nguyệt tin tức. Giáo chủ chú tâm chuẩn bị sát chiêu, cứ như vậy bị phá. Vốn là đang vây công đường thiếu long huyết sát bọn người, lại nhìn thấy một màn này sau đó, trong nháy mắt đánh mất tiếp tục huyết chiến đấu chí. Xem như cùng phe phái cao tầng, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu cái này chú tâm chuẩn bị sát chiêu. Càng hiểu rõ, cái này sát chiêu uy năng mạnh bao nhiêu. Bán thánh cuốn vào trong đó, bọc nước đều không nổi lên được tới liền sẽ bị trực tiếp nát bấy hết nói là trấn giáo nội tình đều không đủ cho dù chết đối đầu phật môn đối mặt cái này nội tình cũng không dám đối mặt phong mang lần này chú tâm chuẩn bị cái này sát chiêu có thể nói là ký thác kỳ vọng nhưng trên thực tế lại bị nhằm vào đối thủ một cái khí thế bột phát liền cho ngược lại nghiền nát cái gọi là tính nhắm vào đại sát chiêu liền nhằm vào người khí thế bột phát đều gánh không được đây quả thực là một chuyện cười vẫn là thiên đại tiếu thoại đây chính là tỷ phu thực lực đường thiếu long từ sát trận xông ra nhìn thấy anh rể mình thần uy lập tức kinh hô lên nghĩ đến chính mình trước đây khiêu chiến hắn cảm thấy mình quả thực là trong nhà vệ sinh đốt đèn lồng bất quá điểm này lúc này lại không có ai để ý toàn bộ chiến trường phía trên đều lấy khí huyết xông thẳng lên trời thân ảnh làm trung tâm ngươi chính là đầu lĩnh sao lâm phàm không có nhìn bị chính mình tiện tay nứt vỡ huyết hải mảnh vụn mà là hướng về sau phương gầy còn lão giả vị trí chỗ ở nhìn qua cái kia chợt mạnh chợt yếu khí tức mặc dù nhìn xem kỳ quái có thể coi là thời khắc yếu đuối nhất cũng so bán thánh cấp bậc cao thủ mạnh hơn một bậc. Mà tối cường thời điểm, so với trước đây huyết nguyệt đều cao hơn một cái cấp độ. Huyết nguyệt chỉ kém một chân bước vào cửa, có thể so sánh nàng cao hơn một cái cấp độ, là cảnh giới gì đã không cần lại đi nói năng rườm ra. Đối với dạng này tồn tại, Lâm Phàm ánh mắt tự nhiên trước tiên bị hấp dẫn. Mà đối mặt Lâm Phàm ánh mắt, gầy còn lão giả hít một hơi thật sâu. Không tệ, ta liền là trước mắt huyết thần thánh giáo giáo chủ, ngươi. Ta không muốn nghe ngươi nhiều lời, ta chỉ hỏi ngươi một câu, huyết nguyệt đi nơi nào, gầy còn lão giả đi đến phía trước đội ngũ, liền nghĩ theo quá trình tới một đợt tự giới thiệu, tiếp lấy lại đến một chút lời xã giao cái gì. Còn không chờ hắn nói xong, liền trực tiếp bị Lâm Phàm lãnh đạm mở miệng cắt đứt. Ngươi! Gầy còn lão giả lời nói bị kẹt ở trong miệng, cái này khiến hắn khó chịu dị thường. Ngươi nghe không hiểu ta lời nói. Lâm Phàm ánh mắt dần dần trở nên lạnh, trùng tiêu khí huyết chi lực hướng đối phương đè ép. Long hư không phản phất xuất hiện vặn vẹo một cổ kinh cũng chi lực tác dụng đang gầy gò trên người lão giả để cho hai chân hắn nói hắn mặt đất hung hăng trầm xuống thật mạnh gầy còng lão giả thần sắc ngưng trọng vô cùng trên thân chợt cao chợt thấp khí tức biến hóa càng nhanh hỏi ngươi một lần nữa huyết nguyệt đi nơi nào lâm phàm thanh âm lạnh lùng lần nữa truyền đến căn bản là không có ý định muốn cùng hắn nói nhảm đây là xích lõa lõa xem thường tại cái này trước mắt bao người còn có hắn cần nịnh bợ sứ giả đại nhân trước mặt nếu như hắn thật phục mềm nhũng về sau ai còn để mắt cũng là bởi vì điểm này mặc dù cảm giác được áp lực kinh khủng nhưng hắn cũng không có lựa chọn lui bước ngược lại ngẩng đầu châm mang tương đối nàng bị bản giáo giết hắn ngửa đầu đưa ra trả lời không muốn tại thời khắc này thua mất khí thế xem như huyết thần thánh giáo phó giáo chủ huyết nguyệt giáo hoàng tên hắn tự nhiên biết được xem như mới lên chức người câu trả lời này không có bất cứ vấn đề gì nhưng hắn vĩnh viễn nghĩ không ra hắn câu trả lời này sẽ vì chính mình mang đến cái gì tai họa ngươi đem nàng giết nghe được câu trả lời này lâm phàm ánh mắt ngược lại bình tĩnh xuống dưới chỉ là toàn bộ khu vực không khí lại tại trong quá trình này kiềm chế đến cực hạn xoay quanh ở trên không thần long hư ảnh tại thời khắc này chậm rãi cúi đầu xuống trong mắt màu đỏ ngòm coi thường suy nghĩ muốn châm mang tương đối như thế gầy còm lão giả để cho người ta linh hồn đều tựa như bị thu lấy gầy còm lão giả dự liệu được muốn xuất thủ liền định tiên hạ thủ vi cường khí thế kinh khủng bột phát ra hắn đồng dạng có được võ thánh thực lực mặc dù là dựa vào ngoại lực cưỡng ép tăng lên nhưng đó cũng không phải là bán thánh có thể so sánh lâm phàm thực lực vượt quá tưởng tượng nhưng hắn cũng không phải cái gì quả hồng mềm coi như cả hai có chỗ khác biệt có thể gánh vác nhiều cũng liền rơi xuống hạ phong mà thôi cùng là võ thánh lại có thể chênh lệch bao nhiêu đâu vì đi đến hôm nay một bước này hắn bỏ ra vô số đại giới đối với tự thân có thực lực hắn có lòng tin tuyệt đối nhưng hắn còn chưa kịp ra tay một thân ảnh trước hết một bước đi tới trước mặt hắn không gian khoảng cách giống như là không tồn tại hắn bộc phát võ thánh che chắn có thể nhẹ nhõm ngăn trở bán thánh công phạt nhưng giờ khắc này lại giống như giấy bị trực tiếp xé nát tiếp theo tại hắn khó có thể tin ở giữa một cái thong dài tay liền bóc chặt phần gáy của hắn tùy ý hắn như thế nào trốn tránh đều tránh không khỏi cuối cùng liền hướng chính mình đưa tới cửa bị nắm vận mệnh của họng như là gà con bị chậm rãi dơ lên. Hai chân cách mặt đất. Hắn bản năng bắt đầu đạp loạn, bộc phát ra chính mình chiến lực mạnh nhất, toàn bộ khu vực đều phát ra âm bạo, đại địa tại chấn động. Ngoại trừ vị sứ giả kia đại nhân, người chung quanh đều ngăn không được thân hình, bị cái này dãy dụa bộc phát dư ba cho đẩy lui. Nhưng tùy ý hắn như thế nào dày vò, đều không thoát được nhìn như vô lực tay gò bó. Ngược lại theo cánh tay dùng sức bóp, cả người hắn cũng không đủ sức bày mềm nhũng ra. Một đời cường giả vô địch, thật sự giống như một cái yếu gà, bị nhẹ nhõm gây khó dễ từ đầu tới đuôi đều không tồn tại chống cự quá trình giữa hai người trên lệch sao khác nhau một trời một vực đều muốn tới lớn huyết nguyệt không chết huyết nguyệt không chết Vậy còn lão giả toàn thân đều đang run rẩy xem như tự mình kinh nghiệm giả hắn càng hiểu rõ giữa hai người có bao nhiêu trên lệch hắn tự nhận là thực lực vô địch ở trước mắt người trước mặt ngay cả hài nhi cũng không tính hắn không hoài nghi chút nào nếu như người trước mắt muốn hắn chết hắn cho dù có năng lực bất tử cũng không khả năng phát huy đi ra cái này suy nghĩ một chút đều có thể cười hắn hao hết vô tận tâm huyết tăng lên thực lực, còn chưa bắt đầu trang bức liền bị vỡ vụn. Thua thiệt niềm tin của hắn tràn đầy, muốn đem Lâm Phàm cái này vô địch vương hầu nắm. Cuối cùng thằng hề càng là chính ta. Tại chính thức đối đầu Lâm Phàm lúc, hắn ngoại trừ cầu xin tha thứ, phát hiện mình gì cũng không thể nào. Nói, đối mặt cầu xin tha thứ ngữ, Lâm Phàm chỉ có một chữ lạnh lùng trả lời. Huyết Nguyệt mặc dù là bị dao động, có thể đó cũng là hắn đường đường chính chính ký hôn thư thê tử. Ai động, ai chết. Đối mặt bá đạo như vậy, gầy còn lão giả có khoảnh khắc như thế tức giận vô cùng. Có thể phẫn nộ lại như thế nào? Không muốn chết cũng chỉ có thể thu liễm. Khuyết Nguyệt chính xác không có chết, mặc dù đang bế quan thời điểm bị đánh lén, nhưng cuối cùng vẫn là liều mạng trọng thương phá vòng vây, tiến nhập thần sơn cấm địa ở trong. Hắn tập trung ý chí bắt đầu nói ra, bất quá nói đến phần sau thời điểm lại yên lặng ngừng. Khuyết Nguyệt tại bị đánh lén thời điểm, chính xác phá vây đi ra, không có vẫn mệnh. Nhưng thần sơn cấm địa, cơ quan sớm đã bị phía trước sông vào võ hoàng sửa lại, khắp nơi tràn đầy sát cơ, đừng nói là trọng thương huyết nguyệt, liền xem như thời kỳ toàn thịnh huyết nguyệt xông vào, một cái không tốt cũng có rơi xuống nguy cơ. Đối với cái này cấm địa, Lâm Phàm cũng không lạ lẫm, nghe huyết nguyệt giới thiệu qua. Mặc dù đối phương ngừng lại, muốn tránh cái điểm này, tránh được được không? Gầy còn lão giả cũng giống là dự liệu được cái gì, thần sắc lập tức đại biến đứng lên. Sứ giả đại nhân cứu ta. Hắn vội vàng mở miệng cầu cứu, bây giờ duy nhất ác chủ bài chính là vị sứ giả kia đại nhân. Đây là vượt quá tưởng tượng đại nhân vật. Hắn chỉ là bị đối phương tùy ý chỉ điểm, liền từ một cái ranh giới phó giáo chủ, nắm giữ bây giờ uy thế, hắn bản nhân thực lực như thế nào, không cần lại dùng ngôn ngữ đi kể rõ. Lâm Phàm thực lực chính xác rất mạnh, hắn ngay cả phản kháng cũng không có. Nhưng hắn không cho rằng, Lâm Phàm có thế có chính mình định bợ đại nhân vật mạnh như vậy. Dù sao cũng là địa phương nhỏ người, làm sao có thể cùng đại địa phương cao thủ so sánh. Nghe được đối phương cầu cứu, Lâm Phàm cũng chú ý tới người đại nhân này vật, mà cái này ánh mắt của đại nhân vật cũng nhìn chăm chú tới. Tấu chương xong. Chương 390, viết nguyệt vận mệnh chờ đợi hai người ánh mắt va nhau hư không tại thời khắc này phản phất toát ra hỏa hoa đánh chó còn phải xem chủ nhân mặc dù con chó này là cái phế vật nhưng cũng không phải những người khác có thể tùy ý đi đánh giết vị sứ giả này đại nhân từng bước một đi lên phía trước mỗi một bước rơi xuống trên người hắn khí thế liền sẽ đề thăng một bậc thang khi hắn đi tới lâm phàm trước người lúc võ đạo khí thế đồng dạng chọc tan bầu trời cùng lâm phàm bộc phát khí thế cùng nhau tòa kháng lễ đây là một cái võ thánh chân chính võ thánh mà không phải gầy còn lão giả loại này rõ ràng lợi dụng ngoại lực tăng lên phế vật đối với dạng này cường giả, Lâm Phàm còn là lần đầu tiên gặp phải. Ta nếu là càng muốn đánh giết đâu. Đối mặt dạng này cường giả vô địch, Lâm Phàm chẳng những không có lùi bước, ngược lại nở nụ cười. Dạng này cường giả. Hắn đã sớm muốn kiến thức kiến thức. Càng muốn đánh giết. Sứ giả đại nhân đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy đồng dạng nở nụ cười, người trẻ tuổi, người quả thật có một chút thực lực, nhưng những này thực lực, còn chưa đủ như ngươi xem thường hết thảy. Đối với cái này Lâm Phàm không nói gì, chỉ là thể nội kinh khủng khí huyết chi lực hung hăng xông lên cuồng bạo xông vào gầy còng lão giả thể nội đem bên trong toàn bộ sinh cơ ma diệt tiếp lấy tiện tay ném đi gầy còng lão giả liền giống như rác rưởi lăn xuống đến dưới chân của đối phương hai mắt trợn tròn xoe trong đó trộn lẫn lấy nồng đậm sợ hãi chết không thể chết lại cái gọi là bất tử chi thân tại chính thức trước mặt cường giả chính là yếu ớt như thế thật can đảm nhìn xem dưới chân thi thể vị sứ giả này đại nhân ngăn không được nổi giận hắn vốn đang thưởng thức lâm phàm muốn thu vào chính mình dưới trướng nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính mình thưởng thức người càng như thế không biết tốt xấu đối với đối phương phẫn nộ lâm phàm cũng không có mảy may gần sóng gầy còn lão giả nếu là đối phương nuôi cẩu cái kia chuyện của vợ vậy đối phương cũng tuyệt đối có phần không có đối phương ủng hộ một cái phế vật phó giáo chủ mà thôi không có khả năng làm gì được từng bước một từ tầng dưới chót đi lên huyết nguyệt đối với dạng này tồn tại lâm phàm còn có cái gì xong đi khách khí không để ngươi xem một chút thực lực chân chính xem ra là không có cách nào thật dễ nói chuyện Nhìn thấy Lâm Phàm lãnh đạm phản ứng, sứ giả đại nhân ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Mặc dù hắn vẫn như cũ dự định đem Lâm Phàm thu vào dưới trướng, bất quá ở trong quá trình này, hắn tính toán để cho Lâm Phàm ăn trước chút khổ sở. Kiêu căng khó thuần người, hắn những năm này đã thấy rất nhiều, cuối cùng đều ngoan ngoãn. Zết. Không có cả hoa gì bên trong hồ tiếu, chỉ thấy vị sứ giả này đại nhân, một chân đạp lên mặt đất, liền trực tiếp xông phá bức tường âm thanh, qua trong giây lát đi tới Lâm Phàm tiến phía trước, đưa tay chính là một quyền. Đây là dự định so đấu thể phách chi lực. Phải dùng cơ sở nhất chỗ nát bấy lâm phàm cái này cùng vọng chi đồ kiêu ngạo đối mặt loại tình huống này thể phách sớm đã siêu phàm nhập thánh lâm phàm như thế nào sẽ lùi bước đồng dạng không có cả lòe loẹt đồng dạng là đưa tay một quyền đông hai cái nắm đấm đụng vào nhau rõ ràng là huyết nhục chi khu có thể đụng hiệu quả lại giống như hai chiếc cao tốc chạy đường sắt cao tốc chạm vào nhau lấy đối bính làm trung tâm một cổ kình phong chấn động mà ra trên đất gầy còn lão giả thi thể giống như vải rách đồng dạng ném đi ra ngoài để mà quan chiến đỉnh núi trực tiếp bị hung hăng phá đi một tầng đại nhân vật mặt mũi tràn đầy tự tin hắn không cảm thấy chính mình sẽ thua bởi một cái địa phương nhỏ may mắn tăng lên người đây là chuyện không thể nào nhưng làm nắm đấm chân chính chạm vào nhau trên mặt hắn vẽ tự tin trong nháy mắt bảo trì không được rõ ràng nhìn xem không to con cánh tay lại hiện ra sức mạnh vô cùng vô tận hắn cắn chặt răng dùng ra toàn lực vẫn như trước không cách nào ngăn cản được vô cùng vô tận vọt tới sức mạnh tràn ngập một cổ bá đạo tuyệt luân ý chí càng là đi ngăn cản thì càng kinh khủng đảo mắt công phu khuôn mặt của hắn đều bị kìm nén đến đỏ bừng đây chính là ngươi cái gọi là thực lực, quả nhiên là có đủ dọa người. Lâm Phàm ánh mắt yên tĩnh, cùng đối phương hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Đối với kết quả này, đại nhân vật vốn là đỏ khuôn mặt trở nên đỏ hơn. Ngươi. Hắn mở miệng muốn nói điều gì, nhưng Lâm Phàm lại cánh tay hung hăng chấn động, lực lượng kinh khủng hơn bắt đầu truyền lại mà đến. Hắn vốn là nỗ lực chống cự. Lúc này đột nhiên lại thêm cường độ, hắn trong nháy mắt ngăn không được bay ngược trở về. Đăng đăng đăng. Cước bộ mỗi lần rơi trên mặt đất, đều dẫm ra một cái dấu chân thật sâu, khe hở không ngừng hướng bốn phía lan tràn, cả đỉnh núi tại thời khắc này phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Thẳng đến hung hăng dẫm ở trên vách đá, đem cực lớn vách đá kém chút dẫm bạo, đại nhân vật mới xem như miễn cưỡng dừng lại thân hình. Làm sao lại mạnh như vậy? Đại nhân vật con người đầy kinh ngạc, đụng nhau tay không cầm được trung rẩy. Thể chất đối bính. Hắn thua. Nếu không tá lực kỹ xảo lợi hại, cánh tay của hắn đều muốn bị đứt đoạn. Một cái tu luyện võ học đều có khiếm khuyết địa phương nhỏ, tại sao có thể có mạnh như vậy tồn tại? Hắn là thực sự không thể tin được. Nhưng sự thật liền đặt tại trước mặt, không đến hắn không đi tin tưởng. Thể phách ta chính xác không bằng ngươi, bất quá thể phách chỉ là thực lực một bộ phận, võ thánh cường giả chân chính nhìn chính là đối với võ đạo lĩnh ngộ. Đại nhân vật hít sâu một hơi, thừa nhận chính mình thể chất không bằng, nhưng hắn không cảm thấy chính mình lại bởi vậy mà thua. Thể phách chỉ là một bộ phận. Võ thánh chân chính thực lực, càng nhiều là nhìn đối với võ đạo lĩnh ngộ. Ta rất chờ mong. Lâm Phàm cười cười gật đầu, đối với điểm này hắn chính xác vô cùng chờ mong theo ánh mắt hai người lần nữa đối mặt một hồi kịch liệt hơn đại chiến bộc phát cùng lúc đó các nước khu vực trung tâm một tòa xuyên thẳng vân tiêu chỉnh thể phơi bày màu máu đỏ sơn phong bên trong tiến vào cấm địa mất tích huyết nguyệt đang thở hổn hển tại giành giật từng giây hồi phục trên người áo bào lốn đốn lắm tấm phía trên tất cả đều là khô cạn cùng nửa khô cạn vết máu khoanh chân trên mặt đất vận công chữa thương tại bờ vai của nàng vị trí có đạo giữ tận vết thương dĩ vãng trắng nõn như ngọc da thịt bị phá hư nhìn có chút dọa người một cổ đặc thù sức mạnh tại trên vết thương tràn ngập, dù là nàng có bất tử năng lực bản thân, tại thời khắc này cũng không biện pháp khôi phục. Bất quá coi như cái dạng này. Thật vất vả khôi phục một điểm nàng, liền nhanh chóng mở mắt ra. Giáo hoàng miệng hạ, ngài không có sao chứ. Tại huyết nguyệt bên cạnh, có một cái làm thị vệ ăn mặc nữ tử, thấy được nàng cuối cùng mở mắt ra, liền cuốn quyết mở miệng hỏi. Huyết nguyệt không có trả lời, lắc đầu từ trong ngực lấy ra một cái vảy màu vàng kim. Ở đây để ta chặn lại lấy, ngươi cầm cái này đi đại long vương triều tìm một cái được xưng là vô địch vương hầu nam tử nói cho hắn biết nếu như hắn không muốn mất đi không muốn mất đi một cái thê tử liền để hắn lập tức tới cấm địa khuyết nguyệt có chút cực lực nói nói đến phần sau thời điểm tái nhật không máu gương mặt bên trên nổi lên một tia khác thường đỏ ửng là a à. bên cạnh nữ thị vệ vô ý thức đáp ứng có thể nghe phía sau vừa sững sờ ở a à, cái gì a à, nhanh đi khuyết nguyệt đem khác thường đỏ ửng đè xuống khôi phục dĩ vãng mặt lạnh quát lớn là lần này nữ thị vệ không còn dám dài dòng thật vất vả mở ra một lỗ hổng không có thời gian lãng phí càng không có thời gian chần chờ sát 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 nữ thị vệ mới vừa vặn rời đi hậu phương chỗ tối tăm liền truyền ra điên cùng tiếng la giết đồng thời một cổ lạnh lẽo khí tức đập vào mặt toàn bộ khu vực nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng liền phản phất có cái gì đại khủng bố muốn tới huyết nguyệt đối mặt tình huống này chống lên chính mình cái thanh kia tùy thân thiết kiếm màu đen dãy dụ từ dưới đất đứng lên nếu như ngươi thật có thể đến kịp liền chứng minh chúng ta thật là có duyên phân nếu như không thể liền chứng minh chúng ta vô duyên a. À. Khuyết Nguyệt có vẻ hơi tái nhợt khóe miệng hơi hơi dây dưa, tiếp lấy cầm trong tay kiếm sắt, lung la lung lay chờ đợi vận mệnh đến. Không cần nói tác giả tại lăn lộn, thật sự rất cố gắng, công ty tới gần đóng cửa, về sau có thể đều không thời gian cố gắng. Tấu chương xong.